gã có năm mơ cũng không ngờ rằng một người vẫn luôn thông minh như tam để lại chớt còn chớt trong tay thiếu niên mà bọn họ coi thường nhất khinh địch là do bọn họ quá khinh địch cả ba gã đều bị lửa gạt bởi vẻ ngoài hoảng loạn không biết làm sao của nhãi danh kia hắn có thể đánh thẳng thân thể chứa kiếm hồn vốn chính là thiên tài hơn người loại nhân vật này sao có thể chật vật bối rối khi bị kẻ địch đuổi rớt bọn họ mắc phải một sai lầm không nên mắc phải nhất đó chính là khinh địch ta đây thì chắc chắn sẽ làm chớt người gã áo đen ng, ng ng đầu lên khuôn mặt tràn đầy sắc khí dữ tợn hiện giờ chỉ có tự tay chớm đầu trần mộc mới có thể an ủi linh hồn trên trời của tam đệ nhà bọn họ chúc ngươi như mong muốn phía trước trần mộc vẫn nở nụ cười hàm hậu giữa lúc quay người vóc dáng nhanh nhẹn như khi lao vào trong rừng rậm rồi chợt biến mất đuổi theo tuyệt đối không thể để hắn còn một chút cơ hội sống sót nào gã áo đen nói như đinh đóng cột lần này trần mộc cần phải chớt hai ngã áo đen còn lại rưng rưng nước mắt vọt theo lần này bọn họ không cho Trần Mộc một chút cơ hội nào, linh lực toàn thân bùng nổ, đẩy nhanh tốc độ đến cực hạn, đuổi theo Trần Mộc. Trải qua chuyện vừa rồi, gã áo đen đã biết thằng nhãi này không phải là nhân vật bình thường gì cả. Một kiếm ban nãy thật sự quá nhanh, nhanh đến mức làm bọn họ không kịp có phản ứng. Bọn họ tự nhận mặc dù là bọn họ rơi vào tình huống như tam đệ, thì nếu không chết cũng sẽ bị thương nặng. Một kiếm kia đã vượt qua phạm vi cao nhất có thể đánh ra của cảnh giới Ngưng Hải hai gã cảnh giới hóa tượng tầng thứ hai một gã cảnh giới hóa tượng tầng thứ nhất hiện giờ đã rớt một gã cảnh giới hóa tượng tầng thứ nhất còn dư lại hai gã cảnh giới hóa tượng tầng thứ hai chuyện khoa huyễn trần mộc thẩm tính toán đối với hắn mà nói hơi khó để rớt hai gã cảnh giới hóa tượng tầng thứ hai phải nghĩ cách rớt một gã trước mới được trần mộc hít sâu một hơi dậm chân một cái lấy lực bay vọt đi nhảy vào khu vực rậm rạp trong rừng lần nữa hai người chạy sau thấy vậy trong mắt toát ra thù hận dày không hề dừng lại mà trực tiếp lao theo hẳn, nhảy vào, mắng um tùm kia. Chân hay là hơi thở, đều biến mất sạch sẽ, dưới màn đêm tối tăm yên tĩnh, cây cối cành lá sum xuê, che đậy, ngay cả làn gió cũng không thổi vào được. Gã áo đen nhìn lướt một vòng xung quanh, dưới bóng đêm u ám, tầm mắt trở nên mơ hồ, khó có thể nhìn rõ đồ vật, nói gì đến dễ dàng tìm ra tung tích của Trần Mộc. Cách đó không xa cũng có một vài chỗ dễ trốn, nơi ấy yên lặng, không có một chút động tĩnh nào, nhưng mà có bài học thảm thiết trước đó mấy góc khuất kia rất dễ khiến người ta nghỉ ngờ muốn chơi lại trò cũ hả gã áo đen nở nụ cười hung ác xòe lòng bàn tay ra một ngọn lửa linh lực cháy hừng hực bên trên nhiệt độ cực kỳ cao có được lực phá hoại mang tính hủy diệt rất mạnh để ta xem ngươi có thế trốn tới đâu gã tiếp tục làm theo cách cũ đánh ra vài luông lửa đốt cháy những góc rừng kia ngọn lửa lan tràn ánh lửa chiếu sáng khu vực này xua tan tối tăm xung quanh khôi phục trạng thái ban ngày nhưng mà trước mắt vẫn không có bất cứ động tĩnh nào không ở chỗ này à một gã áo đen khác ngạc nhiên hỏi gã áo đen cầm đầu cũng nhíu mày vẻ tức giận trên mặt càng đậm quát nhẹ đồ lén lút có giỏi thì ra đây đấu tay đôi gã dường như quên mất trước đó đám người của gã cũng lén lút đối phó bọn trần mộc giống như vậy chẳng qua là hiện giờ mối quan hệ giữa thợ sẵn và con mồi bị đối cho nhau thôi đi lên phía trước xem thử gã áo đen cầm đầu nói sau đó hai gã nằm chặt trường thương trong tay cảnh giác đi lên phía trước lúc này một bóng dáng quỷ dị lặng lẽ rơi xuống từ trên thân cây lúc rơi xuống đất bước chân chạm đất của hẳn không có một chút tiếng vang yên lặng như ve mùa đồng sau đó thân thể hăn chợt lao nhanh ra như mãnh hố đánh thẳng về phía sau lưng hai gã kia soát một kiếm rút ra kiếm như sấm sét mang theo một tia cực quang quét ngang về phía một trong hai gã áo đen trong khoảnh khắc sát khí lộ ra khiến gã áo đen cầm đầu kịp thời phản ứng lập tức quát lớn nhị đệ cẩn thận so với gã áo đen người và đầu tách ra trước đó tốc độ cũ gã áo đen hiện giờ nhanh hơn rất nhiều trong nháy mắt gã quay mạnh người thân thương theo đó mà lên giống như con chăn trường khỏi động đâm ngang qua ẩm linh lực đỏ rực cu ông bạo quấn quanh cây thương vừa xuyên qua không khí liền toát ra ngọn lửa rực rỡ hưng hực thiêu đốt và nóng bỏng vô cùng không khí bị ép mạnh đến mức phát ra tiếng vù vù một thương sắc bén nhằm thẳng vào đầu chân mộc bí thuật trăm hoa hỗn loạn khi cây thương còn cách trần mộc ba thước sắc mặt trần mộc đột nhiên trở nên lạnh liêu hẳn giảm mạnh xuống đất một đợt chấn động cổ xưa và thần bí lập tức lan rộng dưới chân đột nhiên xung quanh xuất hiện hơn 10 bóng người giống hệt nhau trên dưới trái phải tất cả đều tản ra đồng thời đâm một kiếm về phía người áo đen giữa ánh chớp đá lửa này hơn 10 bóng người giống hệt nhau đột ngột xuất hiện trước khiến người áo đen không kịp trở tay không biết một phát đang xuyên đến sẽ nhằm đến người nào thủ lĩnh đứng đầu ba người áo đen cũng có hơi kinh hãi đây là loại võ công gì người áo đen nghiến răng nghiến lợi tay cầm trường thương nhanh chóng thay đổi chiêu thức quét ngang qua sùng quanh rầm rầm những tàn ảnh đó lần lượt bị phá vỡ từng cái một hóa thành khói đen cuồn cuộn rồi tiêu tan trong không khí người áo đen hừ lạnh nhưng ngay sau đó chưa đợi hán ta cười xong thì không biết từ lúc nào một thanh kiếm đã xuất hiện bên trái chớm vào ít hầu hần ta một cách không thương tiếc vù tiếng vũ khí sắc bén két xuyên qua da thịt vang lên một cánh tay đột nhiên rơi xuống máu phun ra như suối người áo đen kia cũng hét lên một tiếng thảm thiết a à, tên khó này ta nhất định sẽ di ết chết người người áo đen che vết thương trên cánh tay bị cụt sắc mặt tái nhợt vì đau đớn nghiến răng nghiến lợi gầm lên chỉ mong ngươi có thể làm được trần mộc vẫn cười nhẹ vô hại như trước xa xa khuôn mặt thủ lĩnh áo đen cũng lộ vẻ chấn động vô cùng kinh hãi thắng nhóc này quá quý dị quỷ dị hơn nhiều so với bất kỳ ai bọn họ từng đối phó trước đây quả thực giống như một cường giả tuyệt thế đang áp chế sức mạnh chơi đùa với bọn họ người ở cảnh giới hóa tượng chớt trong tay ba anh em bọn họ nhiều vô số chỉ là một tên nhóc ở tầng thứ ba cảnh giới ngưng hải đã khiến bọn họ phải trả giá bãng mấu chảy đầm đìa kết cục này khiến bọn họ cảm thấy rất không chân thật đáng lẽ bọn họ có thể dế tê chớt đối phương một cách dễ dàng mới đúng ngạc nhiên sao trần mộc mỉm cười cầm thiên tùng vân kiếm mấu tươi nhuộm đỏ khiến sắc khí của thiên tùng vân như được kích hoạt những đường mấu đỏ sậm dần dần hiện ra quấn quanh thân kiếm sắc bén khiến nó tràn ngập vẻ tà mị thành thật mà nói nếu muốn chơi loại sẵn rừng này các ngươi không đủ cho ta chơi đùa trần mộc cười nói lời này của hắn không hề phóng đại trên thực tế kiếp trước hẳn thường chơi loại săn rừng này với kẻ địch bất kế là kỹ năng ẩn nấp hay các loại kinh nghiệm đi rừng đều cao hơn những người này rất nhiều vân nên mau chóng kết thúc trò chơi này thôi ánh mắt trần mộc đột nhiên trở nên lạnh lẽo lạnh lùng nói một người tàn phế một người nguyên vẹn mặc dù đội hình này vẫn mạnh mẽ nhưng đã không xứng đế trần mộc tục trốn tránh đồ chớt tiệt hai người áo đen tức giận đến nghiến răng nghiến lợi nhìn thiếu niên tuấn tú với quần áo trên người không dính một tỉa mấu trong lòng mang theo hận ý và sợ hãi sợ rằng bọn họ đã bị dọa sợ bởi thủ đoạn trước đó của đối phương bọn họ không tin thực lực tranh lệch 8 tầng đối phương còn có thể chờ mình phải biết rằng tầng thứ 8 cảnh giới ngưng hải đã hoàn toàn khác với cảnh giới hóa tượng cảnh giới càng cao thì sự chênh lệch thực lực giữa các tầng càng rõ ràng động thủ cùng nhau rớt hắn thủ lĩnh của đám người áo đen gầm lên trong khoảnh khắc tiếp theo cả hai đều không hề nương tay nữa lĩnh lực mạnh mẽ đỏ rực được phóng thích ra khỏi thân thể không chút do dự tạo thành một ngọn lửa nóng cháy cu on cuộn bao trùm toàn thân sau đó hai người đồng thời lao tới hai cây trường thương đồng thời đâm tới như mãnh hổ vồ mồi đánh thẳng vào đầu trần mộc thấy thế trần mộc hơi cúi đầu làm động tác rút kiếm rầm rầm kiếm áp chồng lên nhau tầng tầng lớp lớp mặt đất dưới chân trần mộc nhanh chóng nứt ra trọng lực của không gian xung quanh hãn dường như tăng vọt theo cấp số nhân gió mạnh gào thét xung quanh cuốn theo cát bụi trên mặt đất tốc độ trồng chất của kiếm áp này nhanh đến kinh người trong nháy mắt đã lên đến trăm tầng trăm tầng kiếm áp ngưng tụ trên thân kiếm trong chốc lát thiên tùng vân kiếm ra sức rung động kim quang bao phủ khiến thân kiếm trở nên cực kỳ trói mắt tốc độ ngưng tụ kiếm áp khiến hai người áo đen kinh ngạc không phải bọn họ chưa từng gặp qua đại kiếm tu mà chỉ là những đại kiếm tu đó đều cần một khoảng thời gian nhất định để ngưng tụ kiếm áp người chưa đến ba giây đã hoàn thành ngưng tụ kiếm áp như trần mộc thì chưa thấy bao giờ tốc độ này đã vượt quá phạm vi nhận thức của họ ngay lúc hai trường thương sắp chạm tới đầu trần mộc trần mộc đột nhiên cử động chỉ thấy người đó bước đi loạn choạng ở một góc độ cực kỳ xảo quyệt tránh được hai đòn tấn công trong gang tấc hắn lập tức rút kiếm ra những ngôi sao rực rỡ như những mũi tên trẻ đôi bầu trời xuyên qua ít hầu một người vù trong khoảnh khắc gió mạnh đột ngột dừng lại trường thương trong tay người áo đen cụt tay đột nhiên phát ra âm thanh long xoảng rơi xuống đầu và cơ thể chia lia Mấu tươi phun trào một kiếm dế tê chớt trần mộc cầm kiếm xoay người quay đầu nhìn lại trong đôi mắt lạnh lùng kia không có chút cảm xúc nào xúc sinh ta rớt ngươi cuối cùng chỉ còn sót lại một tên áo đen khuôn mặt hẳn ta hung dữ vặn vẹo sắc khí tàn nhãn không ngừng tăng cao hắn ta cầm trường thương nguồn linh lực mạnh mẽ đỏ rực tuôn ra từ cơ thế rót vào cây thương trên tay vù vù trong giây phút trường thương rung động kịch liệt ánh sáng như lửa tức khắc bùng nổ ngưng tụ thành một con dao long ở đầu thương hung ác và dữ tợn. Người áo đen lao ra như một con báo, trường thương trong tay xuyên thủng không gian, hóa thành một con dao, long cao khoảng một trượng, gào thét xông tới với khí thế rung trời, vô cùng hung mãnh. Thấy vậy, Trần Mộc cam kiếm, đôi mắt sâu thẳm của hắn đột nhiên nhám lại, thế giới xung quanh như biến mất trước, mất hẳn. Linh lực ánh kim bùng nổ như thác lũ, Cuon cuộn không ngừng rót vào Thiên Tùng Vân kiếm, sau khi tiếp nhận lưỡng linh lực khổng lồ này, hoa văn mấu dữ tợn trên thân kiếm sáng lên giống như một loại phong ấn cố xưa nào đó đang bị bức ép ra ngoài ầm ngay sau đó luông hung sát ngút trời bộc phát trên thân kiếm thanh kiếm biến đỏ như mấu tử vong đang quanh quẩn nơi mũi kiếm trần mộc mở mắt chuyến động bàn chân cũng lao ra ánh kiếm và bóng thương đồng thời xé rách bầu trời mặt đất tiếp tục nứt ra dưới sự giãm đạp của hai người ngay lúc đó gió lớn gầm rú gào thét trong trời đất cát bụi bay tán loạn những cây đại thụ ảo ảo lay động thất tinh kiếm quyết thế kỳ lân một tiếng lẩm bẩm lờ mờ vang lên khoảnh khắc kiếm quang đâm ra thân kiếm như biến thành một kỳ lân sấm sét đột nhiên bản ra đối mặt với giao long đang lao tới va chạm dữ dội ầm ầm tiếng nổ mạnh vang vọng ánh sáng rực rỡ và ánh lửa sấm chớp đồng thời lóe lên từng đợt dư âm kinh người nhanh chóng quét qua sau đó người áo đen kinh hãi nhìn thấy kiếm quang của kỳ lân sấm sét lấy thế như trẻ che kết bóng giao long thành hai nửa thân ảnh giao long nổ tung trường thương cũng bị đánh bay ra ngoài kiếm quang tản ra ánh sáng lạnh như băng dừng lại ở ít hầu hắn ta cảm nhận được mùi vị chớp chóc tỏa ra từ lưỡi kiếm người áo đen cứng đờ đôi mắt mở to gắt gao nhìn chấm chấm vào thiếu niên mang sắc khí rét lạnh trước mặt tầng thứ 8 trực khóa tên nhóc này giống như một con quái vật vậy ai phái ngươi tới nói trần mộc lạnh lùng quát người áo đen cười trào phúng khinh thường nhìn hẳn nói ngươi muốn biết sao ngươi không xứng vù trần mộc không hề do dự chớm vào cổ họng hẳn ta dứt khoát chặt đầu hắn ta trong khoảnh khắc ngay cả tên áo đen cuối cùng cũng biến thành thi thể không đầu ngã xuống thật đáng tiếc trần mộc lạnh lùng liếc nhìn hắn ta hắn không định rớt đối phương nhanh như vậy nhưng không ngờ đối phương lại muốn chớt nếu hỏi cũng không phát hiện được gì thì hẳn cũng sẽ không hỏi nữa để đối phương mang bí mật này xuống báo cáo với diêm vương đi hắn cúi đầu liếc nhìn lòng bàn tay chỉ thấy lòng bàn tay còn sót lại một chiếc khí huyết sát tuy khí huyết sát này không mạnh nhưng cũng có thể ăn sâu vào da thịt hẳn xâm nhập vào bên trong kinh mạch đây là do ma kiếm ăn mòn sao chân mộc lấm bấm khi hẳn đấy linh lực của mình đến cực hạn ma kiếm này cũng bắt đầu phát huy sức mạnh của nó tuy rằng vẫn ở trạng thái phong ấn nhưng khí huyết sát này cũng không phải thứ mà người bình thường có thể chịu đựng được có lẽ những chủ nhân trước đây của ma kiếm cũng chớt đột ngột vì không chống chọi được sự ăn mòn của khí huyết sát này có lẽ mấy chủ nhân trước của ma kiếm đã chớt đột ngột vì không nhận thức được sự lợi hại của những khí huyết sát này hoặc cũng có khả năng họ biết nhưng bó tay hết cách không có cách nào để giải quyết nó những khí huyết sát này có chút phiền phức chúng ta phải tìm thời gian để xử lý chúng trần mộc nghĩ thầm trong đầu cửu long diệt thần quyết đang vận hành trong cơ thể trần mộc hẳn dùng sức mạnh rồng mạnh mẽ để chấn áp khí huyết sát làm xong tất cả những điều này hẳn mới rời đi nhưng hẳn còn chưa đi được mấy bước một bóng người xinh đẹp đột nhiên từ trong rừng cây phía xa đi tới ôm một cô gái đáng yêu trong tay đáp xuống trước mặt trần mộc người đến không ai khác chính là khương âm Bảo Nhi cũng được nàng ấy tìm thấy và dẫn theo tới. Thiếu gia, ngài thế nào? Bảo Nhi vừa được thả xuống liền vội vàng chạy tới, trong mắt rưng rưng nước mắt, hiển nhiên là rất sợ hãi. Ta không sao, Trần Mộc mỉm cười vẫy tay với nàng ấy. Sau khi Khương Ẩm thấy Trần Mộc bình an vô sự, nàng ấy mới thở phào nhẹ nhõm. Khi biết ba cường giả cảnh giới hóa tượng đang đuối rớt Trần Mộc, trong lòng nàng ấy rất lo lắng. Mặc dù Trần Mộc đã từng đánh vượt 8 cấp, thẳng Trần Thiên Lang đã đạt tới kiếm hồn chỉ thế, nhưng dù sao thì đối thủ vẫn ở trong cảnh giới ngưng hải. Nhưng bây giờ, Thứ Hần đang đối mặt chính là cường giả cảnh giới hóa tượng, chỉ có người cũng đã bước vào cảnh giới hóa tượng là nàng ấy mới có thể hiểu được người ở cảnh giới này mạnh đến mức nào. Tuy nhiên, khi Khương Âm nhìn thoáng qua Trần Mộc, sau đó nhìn vào hai xác chết không đầu gần đó, khuôn mặt nàng ấy cũng sững sờ, nàng ấy nhìn Trần Mộc với ánh mắt kỳ lạ. Ngươi rớt bọn họ, Khương Âm nói, ánh mắt run rẩy. nếu không thì sao, chẳng lẽ ngồi chờ chết trần mộc liếc nàng ấy một cái tức giận nói khương âm hít một hơi gương mặt tràn đầy kinh hãi họ là cường giả cảnh giới hóa tượng đấy một người khác đâu không phải bảo nhi nói có ba người sao kẻ đó chết ở chỗ khác sao cô thích chúng hả trần mộc cười nói ý sâu xa quốc khương âm tức giận mắng có điều trong lòng khương âm vẫn có một nỗi sợ hãi mãi không thể biến mất tên nhóc này thật sự càng ngày càng vượt ngoài sự dự đoán của nàng ấy hân thắng vượt tám cấp đánh bại trần thiên lang có kiếm hồn chỉ thể cũng thôi đi bây giờ thậm chí cả ba cảnh giới hóa tượng cũng đều chết trong tay hẳn cô biết bọn họ là ai à trần mộc đột nhiên ngẩng đầu hỏi khương âm lắc đầu ta không biết vừa rồi ta bị hai cường giả cảnh giới hóa tượng đỉnh phong giữ lại tốn rất nhiều công sức mới có thể đánh bọn chúng chạy đi sau đó không ngừng chạy tới chỗ người trần mộc nhìn hai bộ thi thể không đầu trước mắt trầm ngâm nói chẳng lẽ là người kiếm vũ các phải tới thế lực lớn nhất mà hẳn đắc tội cho đến nay chính là kiếm vũ các theo dự tính của hắn với mối quan hệ và thực lực đáng sợ của kiếm vũ các phai mấy người cảnh giới hóa tượng đi rớt hắn hoàn toàn không thành vấn đề khương âm gật đầu nàng ấy và trần mộc có cùng quan điểm e rằng chỉ có kiếm vũ các mới làm được điều này thôi mặc kệ là ai món nợ này đều sẽ ghi vào kiếm vũ các bọn chúng chỉ có thể nhận trần mộc thẳng thường nói dù sao hiện tại kẻ thù hần đắc tội lớn nhất chính là kiếm vũ các cho dù những người này không phải kiếm vũ các tìm tới hắn vẫn sẽ ghi món nợ này lên kiếm vũ các để bọn chúng gánh lấy món nợ này đi nhân lúc ban đêm chúng ta nhanh chóng xuất phát hiện tại cách đại thiên quận không xa khi đến đó rồi cho dù kiếm vũ các muốn ám sát ngươi cũng sẽ không chẳng trợn như vậy khương âm nói u trần mộc gật đầu ba người không còn chăn chữ nữa thu dọn hành lý tiếp tục di chuyển về phía vị trí của đại thiên quận sau khi đám người trần mộc và khương âm rời đi không lâu bọn họ không bao giờ ngờ rằng cuộc sẵn rớt này lại thế mà lại thất bại đã phái ra một đội hình thế này, nhưng ngay cả một tháng nhóc tầng thứ tư của cảnh giới ngưng hải cũng không rớt được. Nếu Khương Âm ở đây sẽ nhận ra ngay hai người này chính là hai người áo đen đã chiến đấu với nàng ấy trước đó. Thật là một đám rác rưởi, kiểm vũ các ta nuôi các ngươi, chẳng bãng nuôi mấy con chó, thật là lãng phí lương thực, một người áo đen hùng hổ nói. Đại nhân, bây giờ chúng ta nên làm gì? Một người áo đen khác trong mắt xuất hiện vẻ chấn động, không nhịn được hỏi. Hần ta có thể cảm giác được, trong vòng chưa đầy 10 ngày, thực lực của tên nhóc kia thực sự đã tăng lên rất nhiều hiện tại ngay cả cường giả cảnh giới hóa tượng cấp thấp cũng không thể đánh bại được hẳn sát mặt người cam đầu áo đen u ám lạnh lùng làm sao bây giờ còn có thể làm gì nữa đương nhiên là báo cáo lên kiếm vũ các không biết kiếm hoàng đại nhân có tức giận hay không hay là chúng ta động thủ trên thuyền mây người áo đen thận trọng nói thuyền mây ngươi có biết thế lưng sau lưng thuyền mây là ai không đó chính là thương hội thánh long ngươi dám động thủ sao nghe vậy người áo đen rụt cổ lại trong lòng hãy còn sợ hãi, không dám nhắc đến chuyện này nữa. Mặc dù thương hội Thánh Long không bãng đan lâu và kiếm vũ các, nhưng thương hội Thánh Long giàu có, rất giàu, thuyền mây chính là do thương hội Thánh Long phát minh ra. Chính là cái gọi là có tiền có thể sai khiến ma quỷ, thương hội Thánh Long mời chào vô số cường giả về bán mạng cho mình. Chỉ sợ bọn họ động thủ trên thuyền mây thì dù bọn họ tới từ thế lực nào cũng sẽ bị đuổi ra khỏi thuyền mây ngay lập tức. Đi, việc này đế bàn bạc lại sau. Người áo đen âm trầm nói, không lãng phí thời gian ở đây nữa, thân thể chuyển động, biến mất trong màn đêm. Khi bình minh ló dạng, những tia nảng vàng dần xua tan bóng tối vô tận trên bầu trời, và khi màn đêm dần tan đi, những âm thanh náo loạn lại vang lên giữa vùng núi rộng lớn. Nhiều linh đánh thuê kết thúc giấc ngủ đêm nghỉ ngơi, tiếp tục tìm kiếm kho báu trên núi, kiếm được nhiều tiền thuê các loại. Lúc này, ba người Trần Mộc đã bước ra khỏi dãy núi tối tăm này, đi đến lối vào thành Đại Thiên quận. Nhìn thành thị nhộn nhịp với đám đông khổng lồ ra vào cổng thành, bảo nhi cuối cùng cũng thở dài nhẹ nhõm nàng ấy chưa bao giờ trải qua thử thách sinh tử như vậy cả chặng đường này khiến nàng ấy cảm thấy kinh tâm động phách bây giờ lại nhìn thấy thành phố lớn như này tự nhiên cảm thấy rất thân thiện chuyện mặt thế đại thiên quận này thịnh vượng hơn viêm thành rất nhiều thế lực cũng phức tạp hơn có điều chúng ta không cần ở lại đây lâu lên được thuyền mây thì có thể rời đi ngay khương âm cười nói ừ ừ bảo nhi ngoan ngoãn gật đầu sau đó nàng ấy quay đầu nhìn về phía trần mộc do dự một lát mới nói, thế lực ở Đại Thiên quận mạnh hơn mấy đại gia tộc ở Viêm Thành mấy lần, ngươi đừng gây chuyện. Cô tưởng ta là người thích gây sự sao? Trần Mộc không nói nên lời, rõ mấy chuyện lần trước là do có người khác khiêu khích hắn, liên quan gì đến hắn. Thế thì được, Khương Âm bình tĩnh nói, thậm chí còn thở dài, không biết vì sao, nàng ấy luôn cảm thấy Trần Mộc có thể chất mang đến tai họa. Dù sao nàng ấy ở cạnh Trần Mộc hơn nửa tháng đã gặp phải trận chiến sinh tử rất nhiều lần. Đi thôi, vào xem, Khương Âm không nói thêm nữa vẫy tay dẫn trần mộc và bảo nhỉ đi vào đây không phải là lần đầu tiên nàng ấy đến đại thiên quận trước khi đến viêm thành nàng ấy cũng đến đây trước băng thuyền mây sau khi tiến vào đại thiên quận có thể cảm nhận được dòng người đồn dập lao tới dù là số lượng người hay số lượng cửa hàng đều nhiều hơn ở viêm thành hơn nữa nơi đây có nhiều thương đội lưu thông ở đây nhất dù sao đây là nơi duy nhất có thuyền mây trong số các thành phố lớn lân cận có giao thông thuận tiện như thuyền mây tự nhiên cũng dẫn đến việc đại thiên quận đông đúc hơn so với các thành phố khác chúng ta tìm một chỗ ăn cơm trước, ăn xong chúng ta sẽ đi thẳng đến thương hội Thánh Long, ở đó có thuyền mây có thể đi, Khương âm nói. Được, Trần Mộc không phán đối gật đầu. Mấy ngày nay bọn họ mỗi ngày đều ăn thịt nướng, dù có ngon đến mấy cũng sẽ hơi ngán, tự nhiên muốn đổi khẩu vị. Ba người tìm được một quán rượu, cũng không sợ đát, dù sao trên người Trần Mộc còn có mấy chục nghìn lượng, trong khoảng thời gian ngắn ăn không hết, thế nên gọi một bàn lớn đồ ăn ngon rồi ăn ngay. Ba người ăn ngấu nghiến như thể ma đói đầu thai, Khương Âm cũng bỏ đi gánh nặng làm thục nữ khi xưa ăn miếng to. Nàng ấy biết ở trước mặt Trần Mộc và Bảo Nhi không cần lễ nghỉ đại tiểu thư. Đang ăn bàn bên cạnh bắt đầu nhỏ giọng thì thầm nghe gì chưa? Kiếm Hồn chỉ thế thứ ba vang danh khắp Ninh Quốc bị đánh bại trước khi kịp thể hiện thiên tư hơn người của mình đấy. Ô, Kiếm Hồn chỉ thể không phải là thiên tài ngút trời sao? Sao lại dễ bị đánh bại như vậy? Hừ, thiên tài ngút trời thì thế nào? Thiên tài còn chưa trưởng thành trong mắt những đại nhân vật đó vẫn chỉ là một đứa nhóc con mà thôi. Người đàn ông ra ngâm cảm khái một tiếng, sau đó nói tiếp, nhưng ta nghe nói, người đánh bại hơn gần đây không, phải là đại nhân vật gì, mà là một tên ngốc ở Trấn Man Sơn, hình như tên là Trần Mộc. Thật đáng tiếc, vốn định đi ra ngoài dẫm chớt tất cả những kẻ sở hữu linh căn kiếm hồn, không ngờ lại có người tới trước, một người đàn ông cao gầy khác cười nói. Trên bàn ăn, Bảo Nhi nghe những lời nghị luận này, trên mặt hơi vui mừng, hạ giọng, cười nói, thiếu ra, ngài hình như rất nổi tiếng chỉ là hư danh mà thôi trần mộc lắc đầu cũng không để ý nhiều tuy nhiên cuộc thảo luận tại bàn đó vẫn chưa dừng lại tuy nhiên điều khiến ta quan tâm hơn là một chuyện khác ta nghe nói đại tiểu thư nhà họ khương trong hoàng thành hình như đã bị tên ngốc đó mê hoặc thế mà vẫn luôn đi theo hẳn thật sự là buồn cười đường đường là đại tiểu thư mà lại đi làm người hầu cho người khác người ra ngâm cười khẩy nói đại tiểu thư nhà họ khương gì chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe nói sao khương âm này là con của vợ bé hình như là do tư thất của gia chủ nhà họ Khương sinh ra. Với thân phận đó, không phải sinh ra để làm người hầu vợ bé cho người khác sao? Ha ha ha, người đàn ông cao gầy cười lớn. Con thứ, tư thất. Nghe tiếng bàn luận và cười nói ở bàn bên cạnh. Trần Mộc, bỗng ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn sang Khương Âm. Nhưng chỉ thấy Khương Âm khế run lên vì những lời bàn luận này. Đôi mắt xinh đẹp hiện lên vẻ chán nản khó nhận ra. Nhưng sau đó nàng ấy nhanh chóng trở lại bình thường, tiếp tục ăn, không nói một lời. Thấy thế Trần Mộc mím môi, có thể thấy khương âm cũng trải qua những ngày không tốt đẹp gì ở trong nhà họ khương trên thế giới này giữa dòng chính và con của thứ thiếp vẫn có sự khác biệt rất lớn chẳng hạn như những gia đình giàu có bình thường đều cưới tam thê bảy thiếp chứ đừng nói gì là gia tộc lớn trong hoàng thành thê thiếp rất nhiều con của chính thất có địa vị cao nhất gọi là con cả còn con của nhị thất tam thất thậm chí là tứ thất ngũ thất đều chỉ là con vợ lẽ địa vị thấp hơn con cả rất nhiều mà khương âm là do tứ thất sinh ra lại là con gái địa vị thấp đến mức có thể tưởng tượng được. Tiếng bàn luận ở bàn bên cạnh vân chưa dừng. Nghe nói mấy ngày gần đây, khương phu nhân đã bắt đầu lên kế hoạch gả cho khương âm đi. Hình như bà ta định gả khương âm cho con trai của hộ bộ thượng thư. Người đàn ông da đen cúi đầu nói, không thế nào, chẳng phải con trai của hộ bộ thượng thư là cậu ấm suốt ngày cứ ghé đến thanh lâu trong hoàng thành đó sao? Chẳng phải hắn đã cưới sáu tiểu thiếp rồi à? Người đàn ông cao gầy không dám tin nói. Người da đen cười nói, cho nên ta mới nói cho dù tài năng võ thuật của khương âm có tốt đến mấy cũng chỉ xứng làm tiếu thiếp hai chỉ tiếc cho một người xinh đẹp như vậy đúng là tiếc thật người đàn ông cao gầy tiếc nuối lắc đầu khương tỷ bảo nhi bỗng cảm thấy hương vị chẳng ra sao cả đôi mắt to đẹp đỏ hoe nhìn giang âm cảm thấy hơi khó chịu nàng ấy cảm thấy đại tỷ có thực lực mạnh trước mặt này hình như cũng có áp lực mà bản thân nàng ấy không kham nổi nhưng với tư cách là đương sự khương âm lại luôn rất bình tĩnh sau khi ăn xong nàng ấy lấy khăn tay lau miệng Bì tĩnh nói, ăn no chưa, no rồi thì chúng ta mua vé thuyền nhé. Đi thôi Trần Mộc gật đầu, trả tiền xong thì đi thẳng ra ngoài. Hãn cũng không nói mấy lời an ủi gì đó, vì hẳn biết Khương Âm không cần những lời này. Ba người ăn uống no say xong thì mua tấm vé tàu, sau đó bước lên thuyền mây rời khỏi đây. Ngay cả Trần Mộc cũng phải thở dài, trong mấy năm kế từ khi hẳn rời khỏi lục địa thiên vũ, lục địa thiên vũ vẫn phát triển rất nhanh. Những con thuyền mây như thế này lại có thể bay lơ lửng trên không dựa vào nguồn năng lượng là đá quạng lửa ba người đứng trên bong tàu ánh mắt xa xăm nhìn phong cảnh dãy núi bên dưới trời đã chạng vạng hoàng hôn phủ một lớp áo màu đỏ lên thế giới rộng lớn phong cảnh núi non sông nước hùng vĩ hiện ra trước mặt như một bức tranh phong cảnh có đỉnh núi nhấp nhô khe núi uốn lượn thác nước như giải cửu thiên ngân hà có sông núi ngũ nhạc cao chót vớt có những thành phố khổng lồ được bảo vệ bãng thép trông giống như những con thú dữ những gì hiện vào trong mắt đều là sông núi ninh quốc thiếu gia nhìn xem kìa mấy ngọn núi này đều trở nên nhỏ dần đi bảo nhi chỉ vào từng dãy núi nối tiếp nhau bên dưới ngạc nhiên thốt lên đúng thế chỉ khi đứng trên cao mới có thể nhìn ra xa hơn đợi sau này ngươi chăm chỉ tu luyện đạt tới cảnh giới thiên nhân thì có thể bước đi trên bầu trời đến lúc đó ngươi muốn đi đến đâu thì cứ bước đi trên không trung là có thể đi được trần mộc cười nói đi trên không ánh mắt bảo nhi lộ ra vẻ khao khát thiếu ra võ giả thật sự có thể đạt tới trình độ đáng sợ như vậy sao nàng ấy chỉ từng nghe nói những cường giả thật sự đó có bản lĩnh cao cường ngự kiếm bay đi đi trên không trung, mấy thứ này đều được ghi lại trong sách cổ. Chỉ là từ nhỏ đã sống ở trấn Man Sơn nhỏ bé nên nàng ấy cũng chưa từng thấy. Tất nhiên, bảo nhị, thế giới rất lớn, những gì ngươi nhìn thấy bây giờ đều chỉ là một góc bé nhỏ, ngay cả ninh quốc này cũng chỉ là một hạt bụi trong thế giới hoa lệ này thôi. Lên đến cứu thiên hư thần giới, xuống đến địa ngục sâu thắm, người bình thường không hề biết đến những thứ này, nhưng chúng lại thật sự tồn tại, nơi đó mới là thế giới lớn thật sự, Trần Mộc cười nói vậy bảo nhi nhất định phải tu luyện thật chăm chỉ đợi sau này ta cũng muốn đi trên không trung đi mở mang tầm mắt về thế giới rộng lớn này bảo nhi siết chặt nằm đấm trong đôi mắt to tròn đó hiện lên vẻ vui sướng phấn khích trong lúc hai người nói chuyện một tiếng ho khụ khụ vang lên nhưng lại vang lên từ bên cạnh hai người ông nội bên ngoài gió lớn cháu dìu ông vào phòng nghỉ ngơi nhé một thiếu nữ duyên dáng yêu kiều mặc bộ đồ màu tím hai tay đang đỡ một ông lão tuổi đã cao thấy ông lão ho dữ dội như vậy gương mặt nàng ta hiện lên vẻ bất an và lo lắng không cần đâu thời gian của ta không còn nhiều nữa cơ hội ngắm nhìn cảnh đẹp sông núi của ninh quốc cũng không nhiều sau này có muốn nhìn có lẽ cũng thể ngắm nhìn được ông lão lắc đầu nói ông nội ông đừng nói thế mà mắt cô gái hơi đỏ lên đôi mắt xinh đẹp trong veo ngân ngấn nước nàng ta lau nước mắt nơi khóe mắt cố gắng nở một nụ cười ông nội ông đừng bỏ cuộc chúng ta nhất định sẽ tìm được cách chữa trị cho ông ông lão lắc đầu không nói gì bản thân ông ta hiểu rõ sức khỏe của mình nhất, hiện giờ ông ta chỉ là một cành cây khô. Có thế xua tay rời khỏi thế gian này bất cứ lúc nào, sao có thế vẫn còn hy vọng. Nhưng bây giờ ông lão cũng đã nghĩ thông suốt, nếu đã đến tận cùng số mệnh, ông ta cũng chỉ muốn nhìn ngắm núi sông này thêm một lần. Có lẽ nghe thấy cuộc trò chuyện giữa hai ông cháu, Trần Mộc ngạc nhiên quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một ông lão mặc đồ xanh và một cô gái mặc đồ tím đang đứng trên bong tàu. Đôi chân ông lão hơi ớt, cả người gầy như củi khô, gương mặt đầy nếp nhãn ông ta vừa nhìn phong cảnh bên dưới vừa ho dữ dội đôi mắt đục ngầu lóe lên tia hoài niệm nhưng điều khiến trần mộc bị thu hút nhất là trên người hai ông cháu này đều thoát ra khí tức sắc khí nhàn nhạt, nhạt nhất là sắc khí trong người ông lão rất nặng sắc khí này không phải cố ý đế lộ ra ngoài mà là sau khi rớt rất nhiều người mới có thế tích lũy như vậy người bình thường không thấy cảm nhận được nhưng trần mộc ngã người đã sống hai kiếp tinh thần lực khá mạnh thì có thể cảm nhận được nó rất rõ trần mộc nhìn cham chẵm hai người họ Ông lão và cô gái cũng cảm nhận được ánh mắt của Trần Mộc thì đều nhìn sang. Trong mắt cô gái hiện lên vẻ khinh thường, nàng ta đã nhìn thấy ánh mắt này rất nhiều lần. Đương nhiên nàng ta nghĩ Trần Mộc nhìn thấy vẻ đẹp của nàng ta nên bị hấp dẫn đến mức không thể rời mắt khỏi nàng ta, chuyện hệ thống. Ngươi nhìn cái gì? Cô gái hơi tức giận, lạnh lùng nói Tiểu Lan, không đừng bất lịch sự. Ông lão lạnh lùng của trách, dịu dàng nói, vẫn còn chưa chịu sửa lại tính cách của mình. Ta đã từng nói với con là con phải học cách giữ cho bình tĩnh, kiên trì không được để bản thân bị mắc kẹt trong cơn tức giận của mình nếu không sớm muộn gì cũng sẽ bị ảnh hưởng vâng cháu biết lỗi rồi cô gái gật đầu không dám cãi lại chúng ta về thôi ông lão nói sau đó ông ta gật đầu như có ý xin lỗi với trần mộc cô gái vội đỡ ông lão đi về thấy thế trần mộc cũng không để tâm nữa nào ngờ ông lão vừa mới đi được vài bước lại ho càng dữ dội hơn thế mà lại dần ho ra mấu cảnh tượng này khiến cô gái bên cạnh sợ hãi ông ơi ông sao vậy ông đừng làm cháu sợ nói rồi nàng ta cắn răng đặt lòng bàn tay lên lưng ông lão cố sức vận chuyển linh lực trong cơ thể để tăng linh khí cho ông ta thấy vậy trần mộc ở phía sau lắc đầu nói ta khuyên cô không nên làm bậy bạ nếu như mù quáng chuyển linh khí cho ông ta thì sẽ chỉ làm cho độc tố nhanh chóng lan ra trong cơ thể ông ta vốn dĩ có thể sống thêm một tháng nữa vì cô làm bậy bạ nên có thể ông ta chỉ sống được ba ngày nữa thôi nghe thấy cô gái quay đầu lại trợn mắt nhìn trần mộc lạnh lùng nói ngươi dám nguyền rủa ông nội ta có tin ta rớt người không? Sắc khí trên người cô gái toát ra, huyết khí cả người giống như từng rớt không ít người vậy. Được, vậy tùy cô, Trần Mộc cũng lười giải thích với nàng ta, quay đầu tiếp tục ngầm phong cảnh. Gương mặt cô gái lộ ra vẻ xoắn suýt, bàn tay vừa nhấc lên lúc nấy vẫn để giữa không chung, cũng không biết nên làm thế nào. Tiếng ho của ông lão giảm dần, ông ta giơ tay lên nói tiểu lan, ông không sao, cháu đừng kích động. Sau đó, ông ta dừng bước, ngạc nhiên quay đầu nhìn Trần Mộc, đôi mắt vẫn đục hiện lên lóe lên tia ngạc nhiên vị huynh đệ này ta có thể hỏi tên của ngươi không trần mộc trần mộc ông lão và cô gái đều sửng sốt dạo này cái tên này rất nổi mạn phép hỏi có phải là trần mộc đã đánh bại kiếm hồn chỉ thể không trần mộc gật đầu quả nhiên lợi hại nếu cháu gái ta có đắc tội gì mong tiểu huynh đệ lượng thú ông lão khế cười chấp tay lại nói rồi ông ta lại ho dữ dội ho ra một ngụm mấu cảnh tượng này khiến nhiều người trên bong tàu hoảng sợ ông nội ông đừng nói nữa được không? Vành mắt cô gái đỏ hoe, nước mắt long lanh, tràn đầy lo lắng, nàng ta không thể tưởng tượng được rằng ông nội mình cả đời chinh chiến, vô cùng mạnh mẽ lại có kết cục như thế này vào những năm cuối đời. Chúng ta đến những nơi khác tìm danh y, cháu tin trên đời này nhất định có thần y có thể chữa khỏi bệnh cho ông nội, cô gái vội nói. Ông lão lắc đầu, cười khổ nói, không được đâu, ta hiểu rõ sức khỏe của mình nhất, cho dù là danh y gì cũng không chữa được bệnh cho ta để ở ư. Ông nội, cuối cùng cô gái cũng không thể kiềm chế được cảm xúc của mình nước mắt lặng im lăn trên gò má trần mộc mặt không cảm xúc hắn đã nhìn thấy quá nhiều cảnh tượng sinh lão bệnh tử rồi cảnh tượng trước mắt không thể khiến hắn có dao động cảm xúc gì ông lão ho khan vài tiếng sau đó bình tĩnh lại lúc này mới ngứng đầu cười nói tiểu huynh đệ ta rất tò mò làm sao ngươi biết trong người ta có độc hai chân ông rất ớt sắc mặt xanh xao giữa chán còn có một vết đỏ tươi hơn nữa mấu mà ông nôn ra có hàn khí đây rõ ràng là biểu hiện khi trúng một loại độc mạnh nào đó, nếu ta đoán không lầm, ta nghĩ ông bị trúng một loại độc khó giải nhất thế gian, độc Bắc Cương thi, Trần Mộc nói. Trong mắt ông cụ và thiếu nữ đồng thời lóe lên vẻ bất ngờ, nói đúng hết rồi. Thiếu nữ hơi hé miệng, có chút không thể tin được, tuy rằng thi độc Bắc Cương là loại độc mạnh nhất thế gian, nhưng mà nó lại không nổi tiếng cho làm, thế mà đối phương chỉ cần nhìn sơ qua là có thể nhận ra nó là độc gì, thật đúng là có bản lĩnh. Đừng nói là trong Ninh Quốc, cho dù là trong cả thiên hạ thì cũng chưa đến 10 người có thể nhận ra loại độc này khi chỉ nhìn sơ qua. Tiểu Hữu rất có ánh mắt, lão phu khâm phục, ông cụ chắp tay nói, "Giờ phút này, khi nhìn về phía Trần Mộc, trong mắt ông đã có thêm vài phần kính trọng, nhưng mà vẻ khinh thường trong mắt thiếu nữ lại chưa hề tản đi. Nhìn ra thì sao chứ, ta đoán là ngươi chỉ xem vài quyển sách cổ, vừa khéo biết được loại thi độc này mà thôi, chẳng có gì ghê gớm cả." Thiếu nữ bĩu môi, trong mắt chứa vẻ khinh thường. Trần Mộc trông chỉ mới 17 tuổi, nhỏ hơn nàng ta 2-3 tuổi. Nàng ta không hề tin rằng Trần Mộc có ánh mắt gì gì đó Nàng ta tin chắc rằng Trần Mộc chỉ là đã từng xem ghi chép có liên quan đến thi độc Bắc Cương Nên lúc này mới có, thế nhận ra mà thôi Tiểu Lan, im miệng, ông cụ lạnh lùng quát lớn Thiếu nữ cản chặt răng, tuy không nói gì nữa Nhưng trong mắt vẫn còn có chút bất mãn Tính tình cháu gái ta hơi tệ, mong dãng Tiểu Hữu đừng để ý Ông cụ chấp tay cười nhạt, nói tiếp Tiểu Hữu, nếu ngươi có thể nhìn ra bệnh của lão phụ vậy thì không biết ngươi còn có thể nhìn ra được thứ gì nữa không trong lời nói của ông có chứa ý thử thách trần mộc cười nhạt dựa vào tình trạng cơ thể hiện giờ và độ dày màu đỏ giữa mày của ông ta đoán ông chúng độc có hơn nửa năm rồi tuy rằng tu vi của ông đủ cao tạm thời có thể ngăn chặn sự lan tràn của thi độc nhưng mà theo thời gian trôi qua nếu vẫn không có thuốc giải thì dù tu vi của ông có cao hơn nữa cũng sẽ không khống chế được thi độc hơn nữa trên người các ông đều có một lớp sát khí lờ mờ cho dù đã cố ý kiềm chế, nhưng vẫn khó có thể giấu kín được, ta đoán các ông xuất thân từ nhà tướng Ninh Quốc, đồng thời chức vị khá cao. Trên mặt ông cụ tràn đầy vẻ ngạc nhiên, nói đúng hết rồi, không sai chút nào. Chỉ cần nhìn sơ qua thôi là có thể thấy được nhiều điều như vậy, rốt cuộc thăng nhãi này là thần thánh nơi nào vậy? Tiên sinh mắt sáng như đuốc, lão phu khâm phục. Ông cụ áo xanh lập tức thu lại lòng coi thường, vội vàng sửa sang quần áo, khom người chắp tay, bày ra dáng vẻ kính trọng, còn đổi xưng hô từ tiểu huynh đệ tiểu hữu sang tiền sinh thời buổi hiện nay chỉ có hai chữ tiên sinh mới có thế biếu đạt được cách gọi kính trọng cao nhất ông nội hắn chỉ là may mản đoán đúng mà thôi ông cần gì phải hành lễ nghiêm túc đến vậy chúng ta ăn mặc sang trọng cộng thêm khí chất hơn người ai cũng có thể nhìn ra được chúng ta xuất thân nhà tướng hơn có giỏi thì lại đi đoán tên chúng ta nếu hẳn có thể đoán được thì mới coi như hẳn lợi hại thiếu nữ vẫn mang lòng không phục nàng ta càng thấy tức giận hơn khi ra ra nhà mình gọi hắn là tiên sinh đối phương nhỏ tuổi hơn nàng ta có tài đức gì có thể gánh nổi hai chữ tiên sinh chứ hắn không xứng một chút nào nói đi ngươi có giỏi thì đoán xem chúng ta là ai nhà tướng nào thiếu nữ quát lớn với trần mộc trần mộc nghẹn lời hẳn không phải thầy bói sao có thể biết được đối phương là ai thấy trần mộc im lặng thiếu nữ càng thêm chắc chắn với suy đoán của mình hữ biết ngay là ngươi đang đoán bừa mà ông nội thấy chưa hẳn đang gặt ông đấy nào ngơ sắc mặt ông cụ trở nên tái mét ông nổi giận quát câm miệng, đừng xúc phạm tiên sinh. Ông nội, hẳn làm sao có thể gánh nối hai chữ tiên sinh chứ? Thiếu nữ tức giận đến mức phát khóc, nàng ta cảm thấy ông nội nhà mình bị lừa rồi, đối phương chỉ khoảng 17 tuổi, có thể có được bản lĩnh gì đâu. Ông cụ mặc kệ cháu gái mình, tiếp tục ôm lòng kính trọng với Trần Mộc, chắp tay nói, không dám giấu giếm lão phu, chính là Hạ Vấn Thiên Hoàng thành Ninh Quốc, đây là hạ chỉ lan ngã cháu gái của lão phu. Lão phu đúng là may mẫn ba đời mới có thể quen biết tiên sinh ngay tại đây. Nghe vậy, Khương Âm đứng bên cạnh Trần Mộc lộ ra vẻ giật mình. Hạ Vấn Thiên, vị quân thần áo xanh kia của Ninh Quốc, Khương Âm há to miệng. Đối với những người sống ở Ninh Quốc, Hạ Vấn Thiên chính là một cái tên như sấm bên tai, là quân thần cả một thế hệ của Ninh Quốc. Ông từng là tổng chỉ huy của Ninh Quốc, dưới một người, trên vạn người. Thời trẻ tuổi, ông từng dẫn theo 3.000 quân đánh thẳng doanh trại kẻ địch, thăng được 30.000 quân đường quốc, lấy ít thẳng nhiều, một trận thành danh, trở thành tướng quân trẻ tuổi nhất Ninh Quốc. Ông từng là tống chỉ huy của Ninh Quốc, dưới một người, trên vạn người. Thời trẻ tuổi, ông từng dẫn theo 3.000 quân đánh thẳng doanh trại kẻ địch, thắng được 30.000 quân đường quốc, lấy ít thẳng nhiều, một trận thành danh, trở thành tướng quân trẻ tuổi nhất Ninh Quốc. Sau này, ông đã thể hiện ra tài năng quân sự của mình, liên tục dẫn quân đánh tan vài lần xâm lược bao vây của đường quốc, có công rất lớn trong việc bảo vệ biên cảnh Ninh Quốc. Nghe đồn chỉ cần dùng một bộ đồ màu xanh của ông treo ở cửa thành thì cũng đủ đế dọa 30.000 quân của đối phương ông chính là quân thần mạnh nhất có thể khiến cho nước đối địch nghe tiếng sợ vỡ mật cũng chính là truyền kỳ cả một thế hệ của ninh quốc nhờ có tên tuổi của ông mấy chục năm qua đường quốc vẫn luôn thành thật không dám có bất cứ tâm tư dòng ngó gì chỉ là hiện giờ khương âm không thể nào ngờ được vị quân thần này không phải từ chức vì tuổi già sức yếu mà là vì chúng độc không ngờ có thế gặp được hạ lão tiên sinh ở đây thật là thất lễ khương âm vội vàng chắp tay tôn kính nói dưới bầu trời này hạ vấn thiên thật sự gánh nổi hai chữ tiên sinh vì có tài năng quân sự của ông, nên Ninh Quốc mới có thể không bị các nước khác ức hiếp. Có thể nói, Hạ Vấn Thiên chính là một vị thần không thế coi thường trong suy nghĩ của người Ninh Quốc. Thầy Khương âm cung kính như vậy, trên mặt Hạ chỉ lan lộ ra vẻ kiêu ngạo. Nàng ta cho rằng, trong thiên hạ chỉ có một mình ông nội nhà mình có thể gánh nổi hai chữ tiên sinh. Còn về thiếu niên mùm mép lươn lẹo trước mắt này, hẳn hoàn toàn không xứng. Ha ha, chỉ là hư danh mà thôi, Hạ Vấn Thiên cười khố. Đạt được thực lực và địa vị cao như hiện giờ, lại có tác dụng gì đâu. Han đã là người sắp xuống mồ rồi, tiên sinh, ngài đã biết bệnh của lão phu, vậy ngài có biết cách chữa bệnh không? Hạ vấn hỏi với ánh mắt chờ đợi. Tuy rắn nhìn thì thấy thực lực của Trần Mộc chỉ mới ở cảnh giới Ngưng Hải tầng thứ ba, nhưng mà ánh mắt và kinh nghiệm của đối phương đều làm Hạ vấn thiên cảm thấy rất giật mình. Bởi vậy, ông cũng bắt đầu có chút mong chờ, gửi hy vọng lên người Trần Mộc. Tuy rắn thi độc trên người ông đã lan tràn trong cơ thể, nhưng may mắn là chưa ăn mòn hết ngũ tạng lục phủ. Nếu muốn chữa thì vẫn còn kịp Trần Mộc từ tốn nói có thể chữa tên thiếu niên thần bí này thật sự có cách chữa với nhân mạch và địa vị của lão phu trong hoàng thành chỉ cần tiên sinh có thế chữa khỏi bệnh cho lão phụ thì lão phu có thế đồng ý với ngài bất cứ yêu cầu nào hạ vấn thiên nghiêm túc nói những lời của ông không hề có chút khoa trương tuy rằng hiện giờ ông đã rời khỏi triều đình nhưng bên trong quân đội vẫn còn có nhiều cấp tướng do chính ông bồi dưỡng lên vậy nên dù là nhân mạch hay địa vị ông đều có nhiều hơn người thường ngay cả tế tướng hiện nay khi thấy ông đều phải cung kính bởi thế, dù có là yêu cầu lớn hơn nữa, chỉ cần không trái với lương tâm thì ông đều có thể làm được. Ông nội, ông coi trọng hắn quá rồi, đoán bừa còn được, chứ chữa bệnh hả? Hẳn có thể chữa bệnh gì chứ? Hạ Chỉ Lan không phục nói. Trần Mộc mặc kệ vị thiên kim tiểu thư tự cho mình tốt đẹp kia, tiếp tục nói, thi độc Bắc Cương có nguồn gốc từ cực Bắc, nơi ấy khí hậu lạnh buốt, người thường khó có thể chịu đựng được, chỉ có một số người bản địa ở lâu rồi mới thành thói quen. Bọn họ hàng năm làm bạn với tuyết, còn biết một ít cách nuôi dưỡng cố thi độc bắc cương là cổ độc do bọn họ luyện ra cho cổ trùng ký sinh trên thi thể người bắc cương nuôi dưỡng bằng một cách đặc thù đợi đến khi cổ trùng hút hết khí âm hàn trên thi thể người bắc cương thì sẽ cho nó dung hợp với độc tạo ra thi độc bắc cương một khi chúng thi độc bắc cương thì toàn thân sẽ toát ra một loại khí thi thế lạnh lẽo sau đó khi nó dần dần ăn mòn ngũ tạng lục phủ thì dù có thần tiên tới cũng không thể chữa khỏi được nghe vậy hạ vấn thiên lập tức thay đổi sắc mặt nếu những lời nói trước đó của trần mộc chỉ là đoán bừa hoặc là nói theo ghi chép trong sách cố thì những lời nói mới đây của hắn đúng là loại kiến thức mà người thường không thể nào biết được nửa năm trước hạ vấn thiên đã đi khắp giang sơn ninh quốc để tìm cách chữa bệnh cuối cùng mới có thể biết được lai lịch thi độc bắc cương từ trong lời của một ông cụ sắp qua đời không ngờ trần mộc cũng biết lai lịch thi độc bắc cương hạ vấn thiên vội vàng cung kính chấp tay tiên sinh có biết cách giải độc hay không nghe vậy trần mộc im lặng Hạ Chỉ Lan bên cạnh thấy vậy thì âm trầm nói, ông nội, dù ông có sốt ruột hơn nữa thì cũng không thể chữa bệnh bậy bạ được. Nếu là hẳn chỉ già vừa biết, rồi dùng bừa cách chữa bệnh nào đó, thì phải làm sao đây? Cơ thể của ông không thể chịu đựng nổi bất cứ thử lỗi nào nữa đâu. Hơn nữa, ông nhìn hẳn mới có bao nhiêu tuổi, ngay cả những vị danh y 7-80 tuổi nghiên cứu y thuật nhiều năm cũng không thể chữa bệnh cho ông, thì hẳn làm sao có thể làm được. Tiểu Lan, cháu câm miệng, hạ vấn thiên lại quát lớn. Sau đó, ông vội vàng cung kính chắp tay với trần mộc cười nói tiên sinh mong ngài có thể cho ta một lời khuyên trần mộc lắc đầu nói ta thật sự biết cách chữa bệnh nhưng mà ta rất không thích thái độ của cháu gái ông vậy nên ta không muốn chữa bệnh cho ông hắn không phải là người tốt gì cả hắn cũng rất không thích mặt giày mày dạn đi chữa bệnh cho người khác khương âm bảo nhi chúng ta quay về thuyền trần mộc chắp tay sau lưng đi về phía trong thuyền bảo nhi hơi ngạc nhiên vội vàng đuổi theo chỉ có khương âm là lắc lắc đầu nhìn thoáng qua hạ vấn thiên và hạ chỉ lan đang ngây người tại chỗ với ánh mắt thương hại quen biết lâu rồi nên nàng rất rõ ràng những năng lực của trần mộc ngay cả hàn cốt giày vò nàng nhiều năm mà trần mộc cũng có thể chữa được thì khi trần mộc nói có thể chữa được thi độc bác cương vậy thì chắc chắn là có thể chữa được đáng tiếc là cô nàng hạ chỉ lan này rất biết tìm đường chớt người ta là hố cha còn nàng ta là hố ông nội ông nội thấy bộ dáng của hạ vấn thiên hạ chỉ lan lập tức bị dọa sợ vẻ mặt sốt ruột nói ông nội ông sao rồi ông nội hạ vấn thiên ho dữ dội vài tiếng nữa mới từ từ qua khỏi cơn ho ông đặt bàn tay già nua lên đầu hạ chỉ lan ánh mắt lộ ra vẻ hiền hòa ông nội không sao đừng lo lắng ông nội đều do cháu nếu không phải cháu vẫn luôn ngăn cản thì chắc là trần mộc đã nhận chữa bệnh cho ông rồi hạ chỉ lan cúi đầu trong lòng tràn đầy hối hận những lời nói vừa rồi của hạ vấn thiên đã làm nàng ta hoàn toàn tỉnh ngộ từ trước tới nay nàng ta luôn khinh thường người cùng thế hệ tự cho mình rất giỏi hiện giờ mới biết được nàng ta sai thật rồi, tuổi trẻ không có nghĩa là bất tài. Trần Mộc chỉ cần nhìn băng đôi mắt là có thể nhận ra nguyên nhân sinh bệnh và nguồn gốc bệnh này kia, thì đã có thể chứng minh được hẳn có kiến thức hơn người. Nói loại người này là thiên tài cũng không sai, thế mà nàng ta lại đi nói năng lỗ mờ áng, xua đuổi vị thiên tài ấy. Ông nội không trách cháu, Hạ Vấn Thiên hiền từ cười nói. Ông nội, cháu sẽ đi nhận lỗi với hắn, cháu nhất định sẽ làm hắn chữa bệnh cho ông, Hạ chỉ lan cần chặt răng, kiên quyết nói là do nàng ta gây ra chuyện này, vậy thì đến nàng ta tự mình đi giải quyết. Nói xong, nàng ta xoay người đi vào trong vân thuyền. Hạ Vân Thiên đứng sau há miệng tê hở dốc, vừa định lên tiếng ngăn cản, nào ngờ chỉ trong vài bước chân, đã không còn thấy bóng dáng Hạ Chỉ Lan nữa. Con bé này, Hạ Vân Thiên cười khổ sau chuyện lần này, chỉ mong Hạ Chỉ Lan có thế trưởng thành lên một chút cũng được. Một lát sau, Hạ Chỉ Lan đã tới bên trong vân thuyền, trong vân thuyền có 100 căn phòng lớn nhỏ, được chia ra thành đủ loại phòng muốn đi từng phòng để tìm ra phòng của trần mộc không phải là một chuyện dễ dàng có điều một chút khó khăn này không đủ làm hạ chỉ lan từ bỏ chỉ là khi nàng ta đang định đi gỡ cửa từng phòng tìm người thì lại thấy một bóng dáng xinh đẹp đứng trên hành lang vân thuyền đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía nàng ta đôi môi đỏ mọng hơi cong lên gô tới rồi hả nàng biết hạ chỉ lan nhất định sẽ tới đây khương tỉ tỉ thấy bóng dáng xinh đẹp ấy hạ chỉ lan hơi ngẩn người rồi nở nụ cười vui vẻ vội vàng chạy tới nàng ta biết khương âm vẫn luôn đi theo trần mộc chắc chắn là có thể biết được phòng của trần mộc khương tỷ tỷ ta biết ta sai rồi vừa rồi ta không nên nhục nhã trần mộc tỷ biết phòng hẳn ở đâu đúng không tỷ nói cho ta biết đi ta muốn đi xin lôi han hạ chỉ lan nói bảng giọng điệu cầu xin khương âm thở dài sớm biết như thế thì lúc trước cần gì phải làm vậy chứ nghe vậy hạ chỉ lan gật đầu khương tỷ tỷ cảm ơn tỷ dứt lời nàng ta mở cửa phòng thấy Trần Mộc đang nhắm mắt ngồi xếp bãng trên giường, có vẻ như đang ở trong trạng thái tu luyện. Linh khí cu cuộn liên tục dâng trào trong phòng, lao nhanh hội tụ xung quanh người hẳn. Hạ Chỉ Lan bước vào phòng, Trần Mộc dù không ngẩng đầu cũng có thể cảm nhận được là Hạ Chỉ Lan vào cửa, nói với giọng điệu lạnh lẽo, ai cho cô đi vào, ra ngoài. Hạ Chỉ Lan hơi run giấy, trong mắt hiện lên vẻ chua xót, rồi như là có một quyết tâm nào đó, cắt chặt răng, chợt quy bịch một tiếng. Tiên sinh, ta biết sai rồi, là ta có mắt không tròng xúc phạm tiên sinh cầu xin tiền sinh xử phạt ta dù là xử phạt gì thì ta cũng có thể chấp nhận được chỉ cần tiên sinh có thể chữa bệnh cho ông nội ta ta có thể đồng ý bất cứ yêu cầu nào hạ chỉ lan cúi đầu nói hai người họ cùng nhìn về phía trần mộc theo sự thay đổi của dấu tay trần mộc dần dần dừng tu luyện mở đôi mắt ra chỉ là trong đôi mắt sâu thẳm ấy vẫn còn mang theo chút lạnh lùng ta không gánh nổi hai chữ tiên sinh ta nói rồi không chữa chính là không chữa cô đi mời người khác giỏi hơn đi bây giờ đi ra ngoài đừng cản trở ta tu luyện trần mộc lạnh lùng nói trần mộc cũng là người có lòng kiêu ngạo không phải ai cầu xin hẳn chữa bệnh là hắn xế chữa bệnh càng sẽ không mặt dày mày dạn đi chữa bệnh cho người khác nếu đối phương không tin thì hẳn cũng mặc kệ mua cái quan tài ở nhà chờ chết đi tiên sinh ta thật sự sai rồi ngài xử phạt ta đi tất cả đều là ta sai ta không nên mở lời nhục nhã tiên sinh càng không nên kiêu căng tùy hứng như vậy hạ chỉ lan tiếp tục cầu xin đi ra ngoài trần mộc lạnh lùng nói giọng điệu có thêm vài phần nghiêm nghị hạ chỉ lan căn chặt đôi môi một vệt mấu tươi đỏ tươi dỉ ra từ giữa môi rằng nàng ta ngứng đầu trong đôi mắt xinh đẹp ấy hiện lên vẻ dứt khoát chỉ cần tiên sinh có thể chữa khỏi bệnh của ông nội ta thì ta sẽ đồng ý bất cứ yêu cầu nào của tiên sinh hạ chỉ lan cố ý nhấn mạnh bốn chữ bất cứ yêu cầu ý trong lời rất rõ ràng đó là dù trần mộc có muốn thân thể của nàng ta nàng ta cũng sẽ đồng ý nhìn toàn bộ ninh quốc sắc đẹp của hạ chỉ lan coi như thuộc hàng đầu loại người đẹp này chủ động dâng mình ờ bản là không có người đàn ông nào sẽ từ chối. Đáng tiếc là Trần Mộc trướng mắt. Ta không thích, ta lặp lại lần nữa. Đi ra ngoài, Trần Mộc lạnh lùng nói. Hạ chỉ lan run rẩy cả người, trong mắt đần dần dướm nước, rồi rơi xuống từng giọt từng giọt. Thấy vậy, trong mắt Bảo Nhi cũng có chút thương hại, có điều khi thấy vẻ mặt lạnh lùng của Trần Mộc, nàng liền không dám mở miệng khuyên nhủ. Hai ngoài cửa, Khương âm thở dài, ở bên nhau lâu nàng cũng biết đại khái tính tình của Trần Mộc. Tuy rằng ngày thường hẳn vẫn luôn hờ hững với tất cả mọi chuyện, nhưng thật ra thì lòng hẳn kiêu ngạo hơn bất cứ kẻ nào e rằng hạ chỉ lan khó mà làm trần mộc thay đổi ý nghĩ hạ chỉ lan im lặng đứng dậy đi ra ngoài từ bỏ rồi hả khương âm nhướng đôi mày đẹp trần mộc mặc kệ nàng ta tiếp tục tu luyện nhưng mà chỉ mới vài phút sau bên trong vân thuyền xảy ra một trận rối loạn đủ loại bàn tán xôn xao vang lên từ hành lang thuyền không lâu sau đó bảo nhi vội vàng chạy vào thiếu ra khương tỉ tỉ nàng ta nàng ta quỳ gối trên bong thu yên trần mộc mở to mắt trong mắt có vẻ ngạc nhiên. Giờ phút này, trên bong thuyền Vân Thuyền, càng ngày càng nhiều người đến xem. Một thiếu nữ áo tím đối mặt với Vân Thuyền, quy gối trên sàn, cúi đầu, mặc kệ lời bàn tán chỉ trỏ xung quanh. Hạ Vân Thiên đã khuyên nhủ rất nhiều lần, nhưng mà Hạ, chỉ Lan vẫn không chịu đứng dậy, dường như phải quỳ đến lúc Trần Mộc tha thứ cho mình mới thôi. Gió lạnh hiu quạnh, dáng vẻ yếu đuối đáng thương này của Hạ Chỉ Lan dẫn tới sự chú ý của không ít đàn ông. Đang yên đang lành chọc ai tức giận vậy người đẹp nếu ta phát hiện là thằng nào thì ta nhất định phải đấm chớt hắn đàn ông xung quanh đều nhìn hạ chỉ lan bằng ánh mắt thương tiếc chỉ có một ít phụ nữ nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp kia của hạ chỉ lan thì nảy sinh lòng ghen ghét liên tục lên tiếng chế giễu chắc chắn là nàng ta lén có đàn ông ở bên ngoài sau đó bị đàn ông trong nhà phát hiện rát đúng là hồng nhan họa thủy hạ chỉ lan cúi đầu không đi bác bỏ những lời bàn tán khó nghe kia trên đỉnh vân thuyền một cô gái mặc đồ đỏ đang nhìn về phía đám đông khóe môi hơi cong lên không ngờ rằng con gái nhà họ hạ lại làm ra loại hành động này. Xem ra người mà nàng ta muốn nhờ giúp đỡ có chút không đơn giản cô gái áo đỏ cười nói. Ông cụ đứng bên cạnh nhíu mày hỏi, tiểu thư, chuyện này gây ảnh hưởng hơi lớn. Người ngoài không biết còn tưởng giãng thương hội Thánh Long chúng ta đang ức hiếp nhà họ hạ. Có, khi nào sẽ dẫn tới sự bất mãn của nhà họ hạ hay không? Cô gái áo đỏ lắc đầu, cười nói, nhà họ hạ sẽ hiểu cả thôi chỉ với năng lực của thương hội Thánh Long, còn chưa đủ tư cách làm nhà họ hạ cúi đầu quỳ xuống. Có điều, ta rất tò mò, thiếu niên kia rốt cuộc có bản lĩnh gì mà lại có thể bức cho tiểu thư kiêu ngạo nhất nhà họ Hạ phải quỳ như thế. Bên trong đôi mắt đẹp của cô gái áo đỏ lóe lên vài phần ngạc nhiên. Vừa rồi Hạ Chỉ Lan quỳ trong phòng Ti An Mộc chỉ là hành vi cá nhân của nàng ta, nhưng mà hiện giờ, nàng ta quỳ xuống trước mắt bao người, đồng nghĩa với việc cả nhà họ Hạ đang xin lỗi. Nhìn chung cả Ninh Quốc, nhà họ Hạ là nhà tướng Ninh Quốc, có được thế lực rất lớn, một gia tộc lớn như vậy lại đi cúi đầu với một thiếu niên 17 tuổi thật sự làm nàng có chút bất ngờ tiểu thư chúng ta mặc kệ chuyện này hả ông cụ hỏi bọn họ là người chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn cho vân thuyền lần này trên vân thuyền xảy ra chuyện lớn như vậy tất nhiên là thu hút sự chú ý của bọn họ dứt lời hai người biến mất khỏi đỉnh vân thuyền thời gian đần trôi qua hạ chỉ lan quỳ từ ban ngày đến ban đêm rồi quỳ từ ban đêm đến ban ngày trong khoảng thời gian này hạ chỉ lan ngay cả một giọt nước cũng không uống uống chỉ là ăn cơm cho đến hai ngày sau vân thuyền dần lướt ra khỏi bầu trời bao la một tòa thành phồn hoa giống như tòa thành sắt thép khổng lồ xuất hiện giữa những ngọn núi hùng vĩ cao chót vót nơi ấy chính là hoàng thành ninh quốc nơi đến của chuyến vân thuyền lần này thiếu ra hoàng thành này vừa lớn vừa náo nhiệt đứng trước cửa sổ cũng có thể quan sát được toàn cảnh tòa thành sắt thép khổng lồ kia bảo nhi lộ vẻ ngạc nhiên cảm thán chờ tới hoàng thành ta sẽ dẫn ngươi đi dạo trần mộc cười nói sau đó dường như nàng nhớ tới chuyện gì nhìn về phía bong thuyền trên mặt lộ vẻ chua xót và thương hại thiếu gia hay là người giúp đỡ tỷ tỷ kia đi nhìn nàng ấy rất đáng thương nghe vậy trần mộc cũng nhìn về phía bong thuyền bóng dáng xinh đẹp lẻ loi quỳ trong gió lạnh so với dáng vẻ kiêu căng trước đó nàng ta hiện giờ trông có vẻ mong manh yếu đuối hơn hãn không ngờ dáng hạ chỉ lan lại bướng bỉnh như vậy hắn đã kiên quyết từ chối mà còn chưa hết hy vọng thôi vậy trần mộc khẽ thở dài cuối cùng cũng chịu ra khỏi phòng đi tới chỗ bong thuyền trần mộc nói đi lấy giấy bút Ta sẽ viết vài loại thuốc, khi nào đến Hoàng Thành thì mua đưa ta. Vâng, trên mặt Hạ Chỉ Lan cuối cùng cũng lộ vẻ tươi cười sung sướng. Không lâu sau, Hạ Chỉ Lan tìm được giấy bút trong vân thuyền, cung kính đưa tới trước mặt Trần Mộc, tiên sinh, giấy bút đầy. Trần Mộc cầm giấy bút, viết một ít tên thuốc, rồi đưa cho Hạ Chỉ Lan. Đây là đơn thuốc, khi nào tới Hoàng Thành, cô hãy đi bốc thuốc cho ông nội cô. Tổng cộng có 10 liều thuốc, tất cả đều không giống nhau, mỗi ngày uống một liều thuốc uống theo thứ tự liều thuốc mà ta đã viết mỗi liều thuốc sắc thành một bát thuốc nhớ là phải theo thứ tự mới được trần mộc nói vâng ta nhớ rồi hạ chỉ lan gật đầu cầm đơn thuốc như là tìm được bảo bối trên mặt tràn đầy ý cười vui vẻ có điều khi nàng ta xem xong các loại thuốc trong đơn thuốc thì sắc mặt chợt thay đổi đơn thuốc này những năm qua nàng ta đi theo ông nội tìm cách chữa bệnh ở khắp nơi tuy rằng nàng ta không biết chữa bệnh nhưng mà đã xem không biết bao nhiêu sách thuốc Vậy nên nàng ta biết được tác dụng của các loại thuốc. Tất cả 10 liều thuốc trong đơn thuốc đều là thuốc độc, người thường uống vào là sẽ chết chắc luôn. Chứ đừng nói tới Hạ Vấn Thiên hiện giờ chẳng khác gì một cây củi mục, nếu uống loại thuốc độc này vào thì e là sẽ chết trong vòng 3 ng. Đúng là đơn thuốc này chứa các loại thuốc độc, bởi vì không thể dùng cách chữa bình thường để chữa thi độc Bắc Cương nổi danh độc nhất thế gian, mà cần phải dùng đơn thuốc cổ truyền lấy độc trị độc mới được. Tuy rằng các loại thuốc đều là thuốc độc, nhưng mà bọn nó lại có tác dụng khắc chế độc chỉ cần giải quyết thi độc bắc cương trên người ông nội cô trước rồi lại đi chữa mấy loại độc này sau thì việc khỏi bệnh không còn là việc khó trần mộc giải thích bởi vì trong số những danh y mà nàng ta từng gặp cơ bản là không có một người nào nghĩ đến cách giải độc này vậy mà trần mộc lại nghĩ ra được có thể thấy được rằng trần mộc là thật sự biết cách chữa thi độc bắc cương hạ chỉ lan sẽ khác gỉ trong lòng ân tình của tiên sinh sau này tiên sinh có bất cứ chuyện gì cần hạ chỉ lan giúp đỡ xin tiên sinh cứ việc nói là được Hạ chỉ lan cung kính chấp tay nói, giờ phút này, nàng ta cuối cùng cũng hiểu được tại sao ông nội nhà mình lại tôn kính đối phương, gọi đối phương là tiên sinh như thế. Với tầm mắt và tài năng của mình, Trần Mộc có đủ tư cách gánh vác hai chữ tiên sinh so với Hạ Vấn Thiên, cách nhìn người của nàng còn quá non nớt, không đến mức là ân tình, chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi Trần Mộc lắc đầu cười nói. Đó không phải là đơn thuốc luyện đan, thật sự là không đáng giá tiền. Có điều, đối với một số người bị trúng độc nặng mà nói thì nó chẳng khác gì vô giá. Ba ngày sau, Vân Thuyền đến Hoàng Thành. Từ trên bong thuyền nhìn xuống, tòa thành sắt thép giống như một con thú khổng lồ nắm dạp hiện ra trước mắt mọi người. Xung quanh Hoàng Thành có vô số binh lính canh gác tạo nên phòng thủ kiên cố. Đây là trung tâm quyền lực của Ninh Quốc, cũng là nơi theo đuổi ước mơ của rất nhiều người trẻ tuổi. Bên trong rừng rậm vùng ngoại ô Hoàng Thành có một con sông rộng khoảng trăm trượng. Trên sông có ít nhất mấy chục chiếc vân thuyền đổ lại, cùng với vân thuyền cập bến là rất nhiều vân thuyền rời bến, đi về phía các tòa thành lớn của Ninh Quốc. Trần Mộc trở lại trong phòng, thu dọn hành lý xong rồi cùng Khương Âm và Bảo Nhi xuống thuyền. Ngươi định đi đan lâu hay đi nhà ta? Khương Âm hỏi. Đan lâu hả? Trần Mộc nghĩ nghĩ, còn hơn hai tháng nữa mới đến thời gian tổ chức đại hội linh lung, vậy đi nhà cô xem thử đi. Thay vì cả ngày đối mặt với một đám già cả, hắn thà rằng đối mặt với một người đẹp thì sẽ vui vẻ hơn. Dưới thuyền, Hạ Vấn Thiên và Hạ Chỉ Lan đang đợi, thấy đám người Trần Mộc đi xuống, bọn họ liền chủ động lên đón. Hạ Vấn Thiên cười nói, tiên sinh vừa tới Hoàng Thành, đã có nơi ở tạm thời chưa? Nếu chưa có thì có thể đến nhà ta nghỉ ngơi trước. u vậy làm phiền tiên sinh, nghe vậy. Trên khuôn mặt già nua của Hạ Vấn Thiên lộ ra vẻ tươi cười. Ông vội vàng chắp tay, nói, có thể nói nơi ở của tiên sinh cho Lão Phu biết hay không? Đến lúc ấy Lão Phu sẽ phái người đi đón ngài. Hạ Vấn Thiên của hiện giờ chỉ muốn ở gần Trần Mộc lâu một chút. Dù sao thì trên người Trần Mộc cũng có quá nhiều bí mật, ngoại trừ đơn thuốc ra thì ông cũng rất muốn biết người có thể đánh thắng thân thể kiếm hồn sẽ có được thành tựu hơn người nào trên mặt võ đạo trần mộc lắc lắc đầu không cần khi ấy ta sẽ tự mình tới chắc là không khó tìm ra hạ phủ trong hoàng thành nghe vậy trên mặt hạ vấn thiên có vẻ tiếc nuối nhưng cũng đành phải gật đầu vậy cũng được mấy người vừa đi vừa nói chuyện không lâu sau đã tới cửa thành hoàng thành cửa thành hoàng thành trông khí thế hơn cửa thành viêm thành gấp mấy chục lần cửa thành được đúc từ hắc thạch cứng rằn từ xa nhìn lại giống như một pháo đài khổng lồ màu đen khó có thể phá hủy đứng sững sững trong dãy núi lượng người ra vào cửa thành cũng nhiều đến mức làm người hoa cả mắt lớn quá đi bảo nhi mở to mắt trên mặt tràn đầy vẻ ngạc nhiên tuy rằng trần mộc không có thể hiện ra vẻ ngạc nhiên nhưng thật sự thì cũng có chút ngạc nhiên nói đến cùng mức độ khí thế và rộng lớn của hoàng thành ninh quốc có chút ngoài dự đoán của hần xem ra trong những năm hắn rời khỏi đại lục thiên võ võ đạo đại lục thiên võ cũng phát triển tới thời kỳ vô cùng hưng nhận thấy vẻ mặt của trần mộc hạ vấn thiên cười ha ha nói đây là lần đầu tiên sinh tới hoàng thành hả trần mộc gật gật đầu cười nói đúng vậy lần đầu tới ha lão tiền bối đã quen thuộc với hoàng thành như vậy thì chắc là cũng biết vị trí của hồ linh lung huyền hoàng hả hồ linh lung huyền hoàng hạ vấn thiên hơi sửng sốt rồi chợt phán ứng lại ngạc nhiên hỏi chẳng lẽ trần tiên sinh tới hoàng thành là vì hồ linh lung huyền hoàng hạ chỉ lan cũng ngạc nhiên nhìn về phía trần mộc ừ có vấn đề gì không trần mộc khó hiếu ha ha xem ra là ta hiểu lầm tiên sinh có điều cũng đúng thôi với năng lực của tiên sinh ngoại trừ hồ linh lung huyền hoàng thì chẳng còn nơi nào có thể thu hút sự chú ý của tiên sinh nữa cả hạ vấn thiên cười nói trần mộc vẫn mang vẻ khó hiếu hạ chỉ lan đứng bên cạnh mỉm cười giải thích nói nói thật với tiên sinh lúc đầu ta và ông nội đoán rằng tiên sinh đến hoàng thành là vì tiệc trà kiếm đạo tiệc trà kiếm đạo trần mộc hơi giật mình sau đó lộ ra vẻ kỳ lạ tiệc trà kiếm đạo là cái thứ gì hạ chỉ lan giải thích tiệc trà kiếm đạo do hoàng thất tổ chức là một cuộc giao lưu và luận bàn trong giới kiếm đạo tụ tập các vị đại sư kiếm thuật đứng đầu ninh quốc cùng với sự tham gia của các thiên tài kiếm đạo cứ hễ là người học kiếm đều sẽ không bỏ qua đại hội kiếm đạo dù sao thì đại hội kiếm đạo cũng là nơi duy nhất làm người ta có cơ hội luận bàn với đại sư kiếm thuật nâng cao sự lĩnh ngộ của mình đối với kiếm đạo thì ra là vậy trần mộc gật đầu lúc này mới hiểu mục đích của đại hội kiếm đạo nói tóm lại đại hội kiếm đạo giống như một cuộc giao lưu học thuật một nơi để các đại lão luận bàn và thảo luận với nhau. Đương nhiên, đối với Trần Mộc mà nói, loại đại hội kiếm đạo này không có nhiều lực hấp dẫn. Ta đến đây không phải vì đại hội kiếm đạo, mà là vì Hồ Linh Lung Huyền Hoàng. Hạ lão tiền bối biết vị trí của Hồ Linh Lung Huyền Hoàng không? Trần Mộc thắn nhiên nói ra mục đích của mình. Hạ Vấn Thiên cười khổ, nói Hồ Linh Lung Huyền Hoàng nằm ở phía Bắc Hoàng Thành, năm nào cũng có thế lực khắp, nơi canh gác và bảo vệ, người bình thường không thế nào tới gần được. Chắc là tiên sinh phải thất vọng rồi, bởi vì ngay cả lão phu cũng không thể tới gần hồ linh lung huyền hoàng vậy hả trần Mộc tiếc núi thở dài hắn còn tưởng rằng sẽ có cơ hội đến gần hồ linh lung huyền hoàng rồi dựa vào ưu thế công pháp trộm hút một hơi khí huyền hoàng không cần phải chờ đến đại hội linh lung diễn ra hiện giờ xem ra là hần phải đợi tham gia đại hội linh lung rồi không biết tiên sinh đại biểu thế lực nào tham dự đại hội linh lung hạ vấn thiên tò mò hỏi đan lâu trần mộc trả hạ vấn thiên và hạ chỉ lan đồng thời ngẩn người đan lâu chẳng phải nó là thế lực vẫn luôn xếp hạng cuối trong những năm qua sao sao vậy có vấn đề gì hả trần mộc hỏi đan lâu có hơi kém về ưu thế bởi vì dù sao trọng tâm của đan lâu cũng là đan đạo mà không phải là võ đạo chỉ sợ đến lúc ấy tiên sinh sẽ không có nhiều đồng đội thực lực mạnh mẽ giúp đỡ hạ vấn thiên nói không sao một mình ta là đủ rồi trần mộc nói thẳng ha ha tiên sinh can đảm hạ vấn thiên cười to mấy người vừa đi vừa cười nói không bao lâu đã vào trong hoàng thành trước hương phủ Trần Mộc chào tạm biệt với hai ông cháu Hạ Vân Thiên, sau đó, dưới sự dẫn đường của Khương Âm, Trần Mộc và Bảo Nhi đi vào Khương phủ. Khương phủ là nhà tướng nên lớn hơn Trần phủ rất nhiều, thật sự là khập khiễng khi đi so sánh giữa hai bên. Khương Âm sắp xếp một sân riêng cho Trần Mộc và Bảo Nhi, ngoài ra còn sắp xếp thêm hai nha hoàn, điều này làm Bảo Nhi hơi xấu hổ, bởi vì trước nay đều là nàng chăm lo cho Trần Mộc. Sau khi vào sân, Trần Mộc lại nhốt mình trong phòng, tiếp tục tu luyện. Lần này hẳn phải thử xem có thể tu luyện ra được vảy rồng thật sự ca hát làm theo cách tu luyện vảy rồng được ghi lại trong tâm pháp tầng thứ nhất cửu long diệt thần quyết hay không trong phòng trần mộc ngồi khoanh chân lại đôi mắt hơi nhăm đến cả từng hơi thở lẫn trạng thái tinh thần đều được hắn điều chỉnh một cách vô cùng thần bí ngay lập tức những thay đổi dần dần có thể nhìn thấy trên lòng bàn tay của hắn theo sự chuyển động trong tâm trí ngay khi cửu long diệt thần quyết được kích hoạt bên trong cơ thể toàn bộ năng lượng linh thiêng dâng trào giữa trời và đất nó giống như một cơn thủy triều cua on cuộn tất cả đều không ngừng hướng về phía hẳn trong phút chốc cả khuôn mặt của trần mộc trở thành một màu vàng óng trong khoảng thời gian hấp thụ những linh lực này những tia sáng vàng bao quanh cơ thể đần được ngưng tụ lại ao à, phủ lấy toàn bộ cơ thể của hắn tạo thành một bộ giáp vàng trên bộ giáp màu vàng kim có ánh sáng trói rọi tỏa ra vô cùng trói mắt nó dường như trở thành một bộ giáp chắc chắn và đáng sợ nhất mà không có bất cứ điều gì có thể phá vỡ được nhưng bất chấp những điều này như thế nào đây vẫn không phải là trạng thái của bộ giáp mà Trần Mộc mong muốn. Hai lòng bàn tay của Trần Mộc bắt đầu nắm chặt lại, dưới sự điều khiển và chỉ phối bởi ý thức, một tia kim SC linh lực quấn chặt, ngưng tụ giữa lòng bàn tay của hắn, những tia linh lực màu vàng này tựa như những làn sóng nước, khiến cho bộ giáp nhanh chóng vặn vẹo đến biến dạng và rồi cuối cùng kết thành hình dạng của những chiếc vảy. Nhìn loại váy này mà nói, nó giống như những chiếc vảy rồng trên mình rồng, ánh sáng tràn ngập xung quanh, tỏa ra một cách vô cùng mãnh liệt. Từ thời xa xưa, Long tộc luôn là một chủng tộc mạnh mẽ nhất. ưu điểm lớn nhất của long tộc chính là cơ thể được bao, phủ bởi muôn vàn chiếc vảy cứng giản đến mức đáng sợ. Vảy rồng được coi là loại giáp phòng thủ mạnh nhất từ xưa cho. Đến giờ, ngay cả đến những nhân vật cấp đế vô song cũng không thể phá vỡ được bộ giáp vảy rồng ấy. Mà bước quan trọng nhất trong bộ tâm pháp cửu long diệt thần quyết này chính là ngưng tụ loại vảy rồng này. Tuy nhiên, muốn ngưng tụ được loại vảy rồng này không phải là điều dễ dàng nếu không có sự hỗ trợ của thiên tài và địa bảo chỉ dựa vào sự ngưng tụ linh lực, việc hình thành vảy rồng sẽ không thể tồn tại quá lâu. Dự đoán của Trần Mộc không hề sai, sau khi vảy rồng ngưng tụ được khoảng 3 giây, hắn còn chưa kịp kiểm tra thì vảy rồng đã tự động nổ tung. Bùng, một âm thanh to lớn vang lên, vảy rồng nổ tung trong chớp mắt, biến thành những mảnh vụn màu vàng, sau đó phân tán ra khắp nơi. Trần Mộc mở mắt ra, nhướng mày sau đó thở dài, hắn âm trầm nói, thất bại rồi à? Lần thất bại đầu tiên này hoàn toàn nằm trong dự tính của Trần Mộc nếu như vảy rồng có thể dễ dàng ngưng tụ thành công như vậy thì hắn đối với bộ tâm pháp long diệt thần quyết này sẽ không có quá nhiều sự hứng thú chính những khó khăn ấy đã tạo nên thử thách trần mộc hít sâu một hơi ngồi xuống sau đó tiếp tục ngưng tụ vảy rồng bùm thất bại bùm lại thất bại thời gian đần đần trôi trong nháy mắt hai canh giờ đã trôi qua vảy rồng được ngưng tụ trên cơ thể của trần mộc liên tục nổ tung quay đi quay lại thì hẳn là không dưới một trăm lần có điều với việc nỗ lực không ngừng nghỉ này tốc độ kết vảy bằng tay của hắn lại càng trở lên nhanh hơn. Quá trình ngưng tụ vảy rồng dần trở lên thành thạo hơn sau một quá trình ban đầu không mấy kinh nghiệm, thời gian duy trì vảy rồng cũng được kéo dài hơn rất nhiều so với lần đầu tiên. Chỉ có thể nhìn thấy đôi bàn tay thon dài và trắng trẻo của Trần Mộc, nó tựa như đang đánh với một tinh linh trên cánh tay của hắn, lĩnh lực màu vàng kim ngày càng trở lên chói mắt hơn. Trong toàn bộ quá trình ngưng tụ ấy, vảy rồng dần dần trở lên rõ ràng, xuất hiện một làn sóng vô cùng hung hãn, ngưng tụ cho ta. Trần Mộc nghiến răng nghiến lợi, toàn bộ linh lực cường đại trong cơ thể đều được giải phóng, trong trạng thái tập trung cao độ, vảy rồng trên hai cánh tay dần dần ngưng tụ, bao phủ lấy cả hai cánh tay của Trần Mộc, chúng phát ra những ánh sáng vô cùng chói lóa xen qua khắp mọi ngóc ngách. Lần này, những chiếc vảy rồng không hề nổ tung như lúc trước mà được cố định giữa hai cánh tay của hắn và phát ra những ánh sáng chói lóa. Thành rồi, Trần Mộc đưa mắt nhìn xuống những vảy rồng dưới hai cánh tay mình, trên mặt nở ra một nụ cười đều xế ý. Hắn nắm chặt hai tay, Hai cánh tay này giờ đây đã trở lên dày dặn và cứng cáp hơn rất nhiều. Trong lòng Trần Mộc BAT đầu dâng lên một ham muốn chiến đấu mạnh mẽ. Có điều, Trần Mộc biết rằng, vảy rồng vẫn chưa đạt đê một mức độ hoàn hảo mà không một ai có thể phá vỡ được. Dưới một lưỡng sức mạnh mạnh mẽ nào đó, vảy rồng của hắn chắc chắn bị phá vỡ. Một điều cuối cùng đó là hắn vẫn còn thiếu một chút sức mạnh nữa để có thể luyện thành được vảy rồng hoàn hảo nhất. Xem ra, linh lung huyền hoàng chỉ là điều không thể tránh khỏi. Trần Mộc trong lòng nhủ thầm chỉ còn cách hấp thụ linh lực HAC hoàng tại hoàng chỉ là cách duy nhất mới có thể luyện ra một vảy rồng hoàn hảo, cho đến khi đó sẽ không có bất cứ ai có thể khiến cho hẳn bị thương. Đêm xuống, vâng trăng tròn tỏa ra những tia sáng bạc, chiếu sáng khắp nơi. Ba ngày bận rộn đến khuya như vậy, phần lớn người trong khương phủ đều đã đi nghỉ ngơi hết, xung quanh dường như không phát ra bất cứ tiếng động nào, mà trong sân của khương phủ, đèn vẫn sáng trưng. Trong đại sảnh, không khí trang nghiêm và dường như vô cùng nghiêm trọng đang bao trùm khắp nơi, mỗi một hàng ghế đều có một nhân vật chủ chốt của khương ra ngồi yên vị tại đó mà tại chính phía trước một vị tiểu thư với dung mạo ưu tú và vô cùng khí chất đang an tọa tại vị trí đạo sư nàng ấy kiêu ngạo gật nhẹ đầu nàng liếc nhìn xuống người vừa đi tới trên mặt lộ ra vẻ khinh thường người này là trưởng phu nhân của khương phủ trong những ngày khương động đình vắng mặt về mặt thân phận thì bà ta chính là người có tiếng nói nhất trong khương phủ khương mờ ta nghe nói ngươi từ bên ngoài mang về một tên nam nhân quèn trưởng phu nhân toát ra khí thế uy nghiêm, tựa như đang giấy binh tra hỏi. Nam nhân quèn, Khương mờ cười lạnh, nàng đứng giữa đại sảnh nở ra một nụ cười lạnh, trên mặt mang theo chút lạnh, nói, phu nhân, lẽ nào ta không thấy có bạn bè hay sao? Cô là đại tiểu thư của nhà họ Khương, đương nhiên có thể quen biết bãng hữu, có điều, cô cũng đừng quên thân phận khác của cô như thế nào, cô là vợ chưa cưới của tiểu công tử, thượng thư gia, không thể cùng ba, bốn nam nhân khác mờ mờ ám ám, trưởng phu nhân lạnh lùng nói, Vợ chưa cưới, hôn sự này của ta được đặt ra lúc nào? Vậy tại sao ta lại không biết? Ánh mắt Khương mờ lạnh lùng. Hỏi. Đây là chuyện mà ta đã bàn bạc với gia đình Thượng Thư Gia hơn 10 ngày trước. Từ xưa đến nay, chuyện hôn sự của con cái trong nhà đều là do trưởng bối quyết định. Quan hệ của Thượng Thư Gia đối với Khương Gia chúng ta luôn vô cùng tốt. Cô được gả vào một gia đình quyền quý như vậy là một điều vô cùng tốt, trưởng phu nhân bình tĩnh nói. HUT Tiểu Thiếu Gia Thượng Thư Gia, hắn bản tính vốn háo, sắc hắn ta thậm chí còn dám làm loại chuyện đó với những con gái nhà lành những chuyện bẩn thỉu mà hắn ta làm vẫn còn ít sao khương mờ cười lạnh đôi mắt đẹp đế tràn đầy mỉa mai đừng tưởng rằng ta không biết bà chỉ là xem trọng chức vị hộ bộ thượng thư trong triều đình muốn hy sinh ta đế mang lại lợi ích lớn hơn cho khương phủ hay sao ta sẽ không bao giờ thừa nhận cuộc hôn sự này to gan trên khuôn mặt của trưởng phu nhân lộ ra rõ vẻ tức giận bà ta đập mạnh tay xuống ghế lập tức đứng dậy lạnh lùng quát Khương Mililit cô đừng quên trong người cô có bệnh, cô còn phải nhờ vả Khương Phủ tìm cho cô một danh y, nếu không cô nhất định sẽ chết. Những lời này được nói ra, những người trong đại sảnh đều lộ ra vẻ mặt thích thú, căn bệnh quái lạ của Khương Mờ đã hành hạ nàng nhiều năm như vậy. Chỉ có thể là gia tộc lớn mạnh như Khương Gia mới có thể tìm được danh y nổi tiếng từ khắp Ninh Quốc để chữa trị cho Khương Mờ. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao Khương Mờ tuy vô cùng có quyền lực nhưng vẫn luôn bao dung hết lần này đến lần khác, tránh việc gây ra mâu thuẫn trực tiếp với bà ta nhưng mà hôm nay khương mờ lại không hề có biểu hiện gì ra ngoài mặt lạnh lùng nói bệnh tình của ta từ nay về sau sẽ không cần nhờ cậy khương phủ giúp đỡ ta sẽ tự mình giải quyết về phần chuyện hôn sự mà đại phu nhân nhắc tới chỉ cần ta không đồng ý chuyện hôn sự này cũng trở thành vô giá trị mà thôi cáo từ nói xong khương mờ xoay người bước ra khỏi đại sảnh không còn muốn ở lại đây thêm bất cứ giây phút nào giang mililit cô đứng lại cho ta trưởng phu nhân tức giận hét lớn tuy nhiên giang mờ dường như không có chút nào đế tâm đến lời mà bà ta nói trực tiếp bước ra khỏi đại sảnh con khó này sao cô dám kiêu ngạo như vậy trưởng phu nhân nghiến răng nghiến lợi nói đôi mắt hẹp tràn đầy hận ý bà không hiểu tại sao khương mờ ra ngoài có vài ngày tính cách lại thay đổi đến như vậy từ trước đến giờ khương mờ không hề dám cứng rắn trực tiếp đáp trả lại mình như vậy trần mộc không hề biết về mâu thuẫn giữa khương mờ và trưởng phu nhân những ngày tiếp theo trần mộc vẫn ở trong khương phủ chuyện sinh hoạt ăn uống hàng ngày cũng đều do khương phủ lo liệu chuyện ở đây ăn uống đầy đủ điều này khiến cho trần mộc có chút xấu hổ mà thời gian trôi qua bữa tiệc trà kiếm đạo sắp đến gần vào ngày này một lá thư bất ngờ được gửi đến khương phủ không ngờ rằng lá thư được gửi đến lại chính là một bức thư mời tham gia bữa tiệc trà kiếm đạo mà người gửi lá thư ấy lại chính là tân như nguyệt điều này khiến cho trần mộc khương mờ cùng những người khác đều hết sức ngạc nhiên ta mới đến hoàng thành được vài ngày cũng chưa hề đi ra ngoài lần nào kiếm vũ các lại có thể biết rõ tung tích hiện tại của ta xem ra bọn họ đang rất chú ý đến ta trần mộc thở nói khương mờ ở ngay bên cạnh hán lên tiếng có lẽ tân như nguyệt không có ác ý gì quá lớn cô ấy giống như chỉ đơn thuần là muốn mời ngươi đến tham gia tiệc trà kiếm đạo lần này mà thôi trần mộc lạc đầu cười nói cô nghĩ người khác là người tốt nhưng thực chất lại không hề như cô nghĩ khương mờ khế cao mày dù sao thì nàng vẫn là đạo sư của tân như nguyệt tại học phủ vân hải nàng lựa chọn tin tưởng học trò của mình có điều ngay sau khi trần mộc đến hoàng thành ngay lập tức kiếm vũ các đã chú ý đến hắn cũng biết địa điểm chính xác mà trần mộc đang ở hiện tại là ở khương phú mọi điều này đều chứng tỏ một điều rằng kiếm vũ các đã âm thầm theo dõi trần mộc nếu để nói đến vấn đề sức mạnh cũng như tầm ảnh hưởng từ quan hệ của kiếm vũ các trong hoàng thành này thì việc theo dõi trần mộc cũng là việc tương đối dễ dàng thôi bỏ đi trần mộc không hề muốn để tâm đến việc này nữa hẳn liền ném thiệp mời sang một bên bắt đầu tự mình tu luyện hân đến hoàng thành là đế tham dự cái gọi là linh long đại hội không phải là cái tiệc trà kiếm đạo gì gì đó trần mộc vốn dĩ không hề có chút hứng thú nào đối với cái gọi là tiệc trà kiếm đạo kia tuy nhiên hai ngày sau đó khi trần mộc đang chú tâm vào tu luyện thì một thị nữ của khương phủ với vẻ mặt hoảng sợ chạy đến trần công tử bảo nhi tỷ ấp xảy ra chuyện rồi nữ nha hoàn ấy thở hổn hển gấp gáp nói trần mộc nhớ mày nói xảy ra chuyện gì chúng tôi cũng không biết rõ cho lầm hôm nay khi tôi cùng bảo nhi ra ngoài hoàng thành đi dạo lúc đầu thì không hề có chuyện gì xảy ra nhưng sau khi chúng tôi đi theo cô ấy một đoạn thì trong nháy mắt cô ấy đã biến mất không dấu vết sau đó chúng tôi cũng đi tìm nhưng không hề phát hiện ra tung tích của cô ấy ở đâu cả nha hoàn lo lắng nói nghe vậy khuôn mặt của trần mộc lập tức trở lên lạnh lùng trong mắt tràn ngập sát khí kim vũ cáp bây giờ các ngươi cũng thích làm những việc bẩn thiêu như vậy à trần mộc lạnh lùng nói khương mờ ở bên cạnh hơi cau mày nói có thế cũng không phải là kiếm vũ các làm ra chuyên này, có lẽ là người khác. Ta cũng đã nói qua rồi, bất cứ khi nào những người xung quanh ta xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ta đều sẽ để kiếm vũ các gánh chịu hậu quả. Trần Mộc âm trầm nói, đi, chúng ta ra ngoài. Trần Mộc tay cầm kiếm, bước nhanh ra khỏi nội viện phủ. Ngươi muốn đi đâu? Không phải là kiểm vũ các luôn muốn ta tham dự buổi tiệc trà kiếm đạo này hay sao? Nếu đã như vậy, ta sẽ tham dự buổi tiệc theo như ý muốn của chúng hy vọng chúng có thể có đủ khả năng để chống đỡ cho chuyện này trên cơ thể của tian mộc tràn đầy sát ý ở trung tâm hoàng thành có một quảng trường khổng lì là một trong những nơi rộng lớn nhất hoàng thành có thể chứa được hàng vạn người nhưng hiện giờ địa điểm rộng lớn này đã bị một biển người chiếm giữ nhìn xung quanh đám người da đen đã trực tiếp tràn tới cuối quảng trường nhiều vô kể tiếng hò reo cổ vữ đang tụ tập lại giống như một làn sóng đang dâng trào đây cũng là nơi tổ chức tiệc trà kiếm đạo hàng năm Tiệc trà kiếm đạo là một trong những việc trọng đại ở Hoàng Thành. Những người tham gia thi đấu đều là thế hệ trẻ của những thiên tài kiếm đạo đến từ các thành phố như Ninh Quốc. Tất nhiên cũng có một số chiến binh trẻ luyện tập kỹ thuật thương và kỹ thuật kiếm. Có người xuất thân từ nhà nghèo khó, có người xuất thân từ nhà giàu có, tầng lớp khác nhau nhưng mục đích lại giống nhau. Nếu có thể tạo dựng được tên tuổi tại bữa tiệc trà kiếm đạo này, họ thậm chí có thế được một thế lực lớn chống lưng trở thành bậc thầy trong giới. Cho dù được Hoàng thất sủng ái, sau này cũng có thế trở thành tướng quân. Vinh danh tổ tiên, bây giờ ở Ninh Quốc, nhiều thiên tài nổi tiếng khi còn trẻ hầu như đều bắt đầu vươn lên từ tiệc trà kiếm đạo. Ngay chính giữa quảng trường, một đấu trường khổng lồ đã được xây dựng, trên đó các chiến binh trẻ đang thi đấu quyết liệt, ngay cả khi họ đang đấu kiếm, nhưng những tia lửa và kỹ năng tuyệt đẹp thoát ra từ cú va chạm khiến những người xem bên ngoài sân thường phải thốt lên. Hai bên mặt tiền của quảng trường có những quán trà nhỏ, dâm mát, khung cảnh trang nhã, hầu hết những nhân vật nối bật trong hoàng thành đều tụ tập tại đây, nhấp ngụm trà thơm nói chuyện trên đời. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy, vẫn không có thiếu niên thiên tài có thể lay chuyển địa vị hoàng tử thứ ba. Hoàng tử thứ ba quả nhiên có thiên bẩm trời phú. Ta đoán chừng, huống chỉ bây giờ hay cho dù là 50 năm nữa, cũng không có ai có thể đánh bại hoàng tử thứ ba. Nó mạnh đến mức đáng sợ. Rất nhiều đại nhân vật ngoài đấu trường đang nói chuyện đều lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn về phía bên trái của quảng trường. Nơi có một tấm bia đá màn sáng khổng lồ có khắc ba con rồng bay một con phượng hoàng và dòng chữ lớn, bảng thiên kiêu. Đây là bảng xếp hạng tất cả các thiên tài ở Ninh Quốc. Mọi người trong danh sách gần như là những cường giả trẻ hàng đầu của tất cả các thế lực. Sau mỗi cuộc thi đấu trên đấu trường, một ông già đứng trước bia đá sẽ thay đổi thứ hạng trong danh sách thiên tài. Và đứng đầu danh sách thiên tài có một cái tên tràn ngập ánh sáng vàng, khiến người ta cảm thấy vô cùng áp lực. Đường Long, hoàng tử thứ ba của Ninh Quốc, xếp hạng thiên tài số một, một thiên tài thực sự vô song. Sự xuất hiện của hẳn ta gần như áp đảo tất cả các thiên tài ở Ninh Quốc cuộc chiến để trở nên nổi tiếng của hắn ta năm đó cũng bắt đầu từ bữa tiệc trà kiếm đạo này điều đó cho thấy bữa tiệc trà kiếm đạo này có tầm quan trọng như thế nào trong lòng người dân ninh quốc đúng đột nhiên phía trên đấu trường vang lên một âm thanh lớn linh lực quét qua một thanh niên cao lớn cường tráng bị thổi bay một cách hung bạo rơi xuống dưới đấu trường cuộc thi kết thúc cư cao minh thẳng tiếng hét trầm thấp của ông lãi được bao bọc bởi sức mạnh tâm linh mạnh mẽ vang vọng khắp quảng trường đột nhiên khắp nơi bùng nổ tiếng reo hò tên cư cao minh này hình như mới được phong là kiếm hoàng hai năm trước không ngờ bây giờ hẳn ta lại mạnh như vậy thật là lợi hại nếu cho hắn ta thêm một hai năm nữa hẳn ta có thể đánh bại hết thảy thiên tài ở ninh quốc toàn đấu trường ồn ào bàn tán sau khi thanh niên cao lớn đứng dậy hắn ta lau vết mấu trên khóe miệng ngẩng đầu nhìn thanh niên trẻ trên đấu trường với nụ cười khinh bị rồi chắn nản bước ra khỏi đấu trường người tiếp theo cư cao minh vẻ mặt kiêu ngạo nói nhìn chung quanh đấu trường tuy nhiên ở quảng trường không ai dám đáp lại thế hệ thiên tài trẻ tuổi nhìn vào mật cư cao minh lần lượt cúi đầu trên mặt lộ ra vẻ khó coi cư cao minh bây giờ đã là một cường giả trọng thiên cấp 3. với thực lực như vậy hắn đã là người giỏi nhất trong những thiên tài trẻ cư cao minh cao mày trong mắt có chút không vui lại hét lên người tiếp theo thấy trên khán đài không có ai dám đối mặt với cư cao minh rất nhiều đại nhân vật trong quán trà cũng lộ ra vẻ kinh ngạc kiếm hoàng đại nhân không hổ danh là đệ tử của ngài ai ai cũng đều cực kỳ ưu tú có thể trở thành đệ tử của ngài thật là vinh hạnh lớn. Đúng vậy, kiếm đế không chỉ có kiếm thuật siêu phàm, mà còn có kỹ năng bồi dưỡng thế hệ trẻ xuất chúng. Ta nghĩ trọng tâm lớn nhất của bữa tiệc trà này có lẽ là trò chơi tuyệt vời. Tại quán trà, những người đứng đầu các gia tộc lớn đều kính sợ nhìn Tiêu Thời Vũ. Ngồi ở giữa trà thất, Tiêu Thời Vũ trên mặt nở nụ cười sảng khoái, chấp tay về phía tộc trưởng của các gia tộc lớn, nói: "Những thứ này đều là do chính bọn họ nỗ lực và tài năng vốn được, mới có được năng lực như vậy, đây là một điều đáng quý." Sau đó, Tiêu Thời Vũ vô tình hay cố ý liếc nhìn phía đối diện, cười nhạt, "Lâm huynh, sao năm nay đàn lâu của huynh lại yên tĩnh như vậy? Tại sao huynh lại không cho những thiên tài mà huynh chiêu mộ được lên đấu thử xem? Ta chưa thấy được võ công cao cường của bọn họ lần nào cả." Lâm Triều Ca nghiến răng nghiến lợi, trong mắt có chút tức giận, cái hay lại không nói lại đi thách thức người khác, ông lạnh lùng đáp, "Các thiên tài trong đàn lâu của ta đều đang nghiên cứu công thức luyện đan, những buổi tiệc trà kiếm đạo còn con này ta khinh không thèm tham gia." "Thật sao?" Tiêu Thi Vũ cười nói, đã như vậy, ta cũng không ép, chỉ hy vọng đan lâu có thể càng ngày càng tốt hơn. Bảng không, năm nay Linh Long huyền Hoàng Trì sẽ phải thuộc về kiếm vũ các của bọn tai. Hừ, bây giờ ngươi kết luận còn quá sớm, Lâm Triều Ca hừ lạnh một tiếng. Ha hát tiêu thời vũ cười lạnh, không nói nữa. Chứng kiến Lâm Triều Ca và tiêu thời vũ đối đầu ăn miếng trả miếng, các thủ lĩnh của thế lực khác cũng không dám nhúng tay, bọn hắn đều biết. Đan lâu cùng kiếm vũ các ân oán không còn là ngày một ngày hai, tất cả đều mối quan hệ và sức mạnh trong hoàng thành dày đặc, dù đứng về phía nào cũng sẽ xúc phạm người khác nên sẽ không nhúng tay vào. Không còn ai nữa sao? Người tiếp theo." Trên đài, Cư Cao Minh liên tục hét lớn, khóe mắt không ngừng nhìn về phía Đan Lâu, cười nhạo nói, "Bên này cũng không có người để đấu với ta sao?" Tuy nhiên, tất cả các thiên tài trẻ tuổi ở phía Đan Lâu đều cúi đầu không dám nói gì. Các thiên tài trẻ tuổi ở kiếm vũ các đều ngẩng cao đi kêu hãnh như gà trống, đáng chớt, một mảnh biến cảnh cấp 3 rác rưởi dám ở chỗ này kêu la. Lâm Triều Ca tức giận đến mức đập mạnh lên bàn trà, ngực phập phồng dữ dội. Lâm Huynh, Huynh đừng tức giận. Liêu Thanh Hân ưu tú hậu bối đều đã đi Thánh Linh Sơn, hiện tại đan lâu chúng ta không đủ sức. Ngụy Mặc cười khổ nói: Ta hy vọng những tiểu tử đó có thể tìm được địa tâm viêm long tủy, nếu không ta nhất định phải lột ra bọn họ. Nơi này làm ta xấu hố chết mất. Lâm Triều A tức giận nói. Ngụy Mặc bất đắc dĩ thở dài. Bình thường Liễu Thanh Hân cùng đám đàn em là những người hỗ trợ hiện trường trong đan lâu. Hiện tại những tiểu bối đó đã đi đến Thánh Linh Sơn, bây giờ ở đây không còn thiên tài trẻ tuổi nào ngụy mặc quay đầu nhìn các thiên tài trẻ tuổi đang đi tới phía sau hỏi còn có ai dám đi lên không những người này đều là nhân tài được đan lâu của bọn họ chiêu mộ nhưng vào lúc này bọn họ đều héo hon như gà con không ai lên tiếng lâm triều ca thấy thế càng tức giận vỗ bàn đứng dậy đừng nhìn nữa đi về hết cho ta ở nơi này chỉ làm ta mất mặt lâm huynh huynh về tiêu thời vũ thấy thế cười đùa nói Tiệc trà kiếm đạo này hoàn toàn vô nghĩa, ta sẽ không đến đây nữa." Lâm Triều Ca để lại những lời này và bước ra ngoài. Tiêu Thời Vũ trong lòng thỏa mãn, "Lão già, ta đừng tưởng ta không biết, ta mất mặt, không còn dũng khí ở lại nữa." Tuy nhiên, ông ta cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi có thể đánh bại Dan Lâu đến mức không thể ngẩng đầu lên trong một dịp như vậy. Những người đứng đầu của nhiều gia tộc lớn nhất thời cảm thấy buôn cười khi nhìn thấy Lâm Triều Ca cục đuôi bỏ chạy, luyện dược sư của Dan Lâu đã bị sỉ nhục trong tiệc trà kiếm đạo này. Lâm Tiền Bối Ngài nóng lòng muốn rời đi sớm như vậy sao? Đúng lúc này, một tiếng cười yếu ớt đột nhiên truyền đến từ trong đám người yên lặng ở quảng trường. Nghe được thanh âm quen thuộc này, Ngụy Mặc và Lâm Triều Ca đồng thời vui vẻ hẳn lên, bọn họ nhanh chóng nhìn sang. Chỉ thấy phía cuối quảng trường, đám đông đông đúc dần dần chia ra, một bóng người trẻ tuổi tiến vào trong tầm mắt. Trần Mộc Ư, tiểu tử của ngài tới hoàng thành, Ngụy Mặc kinh ngạc nói. Trần Mộc sao? Nhìn thấy người thanh niên này đến, Lâm Triều Ca có chút giật mình tiểu tử này thật sự có hứng thú với buổi tiệc trà kiếm đạo này sao tiêu thời vũ lặng lẽ nãm chặt tay nhìn chằm chằm vào trần mộc với ý định rớt người trong mắt ông ta tên tiếu tử này ngươi tới đây thật rồi trần thiên lang nằm chặt nằm đấm trong lòng tràn ngập hung hãn hận ý hắn sẽ không bao giờ quên được sự sỉ nhục mà trần mộc mang đến cho hẳn nửa tháng trước để báo thù sau khi trở thành đệ tử của kiếm vũ các hắn đã chăm chỉ luyện tập không ngừng nghỉ suốt một ngày để có thể trà đạp trần mộc dường như nhận ra được vẻ mặt u ám của trần thiên lang một thanh niên tuấn tú bên cạnh mỉm cười nói sư đệ yên tâm chỉ cần hẳn dám tới kiếm vũ các chúng ta sẽ tiêu diệt hẳn cảm ơn liêu sư huynh nhiều lam trần thiên lãng ôm quyền cười nói kiếm vũ các chiêu mộ nhân tài thanh niên trẻ đẹp trai trước mặt cũng là người của kiếm vũ các tân như nguyệt không nói gì nhưng đôi mắt sắc của nàng ta lại nhìn vào trần mộc từ trên xuống dưới đặc biệt là sau khi cảm nhận được sự dao động của linh hồn sau đó má nàng dần trở nên lạnh lẽo ngươi trưởng thành hơn rất nhiều Xem ra ta phải rớt chết ngươi càng sớm càng tốt. Đôi mắt xinh đẹp của Tân Như Nguyệt tràn ngập, hắn có phải là tên nhóc đã đánh bại kiếm hồn thể không? So với Tân Như Nguyệt và Cư Cao Minh thì còn quá trẻ, tuổi này mà có thể giảm nát kiếm hồn thể sao? Tại trà thất, trên mặt rất nhiều tộc trưởng của các gia tộc lớn đều có vẻ mặt thú vị. Tiêu Thời Vũ không nói, nhưng khi ông ta nhìn về phía Cư Cao Minh, ánh mắt trở nên lạnh lùng hơn một chút. Cư Cao Minh cũng hiểu ý của sư phụ, gật đầu với ông ta, một khi có cơ hội hẳn ta nhất định sẽ tiêu diệt tiểu tử này ta để tiểu tử nhà ngươi ở đan lâu tu luyện nhưng ngươi lại biết ý của ta lại chạy tới nơi này lâm triều ca vỗ võ trần mộc bả vai cười nói trần mộc vẫn im lặng hân ngấng đầu dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn tân như nguyệt tiêu thời vũ đám người trên đài cao cản răng một cái lộ ra một tia phẫn nộ sát ý sao vậy nhìn thấy sát ý trong người trần mộc lâm triều ca cau mày và cảm thấy có gì đó không đúng bảo nhi mất tích rồi trần mộc trả lời bảo nhi hạ nhân của ngươi đó sao Lâm Triều Ca cũng có ấn tượng với hạ nhân đi theo Trần Mộc. Đây là tác phẩm của Kiếm Ngọc Các đã không có đáy rồi sao? Lâm Triều Ca mặt cũng đỏ bừng, cũng có chút tức giận, thậm chí muốn tấn công một tiểu nha hoàn, không có gì là không thể làm được. Lần này ta sẽ tham gia, Trần Mộc nói. Nói xong, hẳn không nói nhảm nữa mà nhảy thẳng lên võ đài, nhìn thẳng vào cư cao minh. Tiểu tử, không ngờ hôm nay ngươi dám tới, xem ra bọn ta đã đánh giá thấp ngươi. Cư cao minh liếm môi, trong mắt dân đần hiện lên một nụ cười tàn nhẫn ta không đánh ngươi, ngươi còn quá yếu, cút khỏi đây cho tài. Trần Mộc lạnh lùng nói, nói xong cũng không thèm nhìn hẳn ta, quay mặt nhìn thẳng Tân Như Nguyệt đang ngồi trên ghế trà cao, lạnh lùng nói, Tân Như Nguyệt, xuống đây ngay ta muốn đấu với ngươi. Trên quảng trường, âm thanh sôi sục đã hoàn toàn bùng nổ. Tên tiểu tử này điên thật rồi, vừa mới tới đã khiêu chiến với Tần Như Nguyệt. Hắn không biết Tân Như Nguyệt và Cư Cao Minh ở hai cấp độ sao. Trên ghế trà, Phó Viện trưởng Học Phủ Vân Hải nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc thú vị rồi đây ta thích tính cách của tiểu tử này viện trưởng đại nhân thật sự xem trọng hắn sao bên cạnh một người trung niên mỉm cười hỏi hẳn là đạo sư cấp cao của học phủ vân hải tên là ngô sách không ai có thể kiêu ngạo lãng phí thanh xuân của mình phó viện trưởng cười nói kiêu ngạo cần có vốn liếng không biết hẳn có thực lực và vốn liếng hay không ngô sách đáp đôi má của chin ruje phủ đây xương giá đôi tay ngọc năm chặt chui kiếm cơ thể mảnh rẻ thậm chí còn khế run lên đây không phải là sợ hãi mà là tức giận vù phía trên võ đài đột nhiên chuyển đến một tiếng gió xé đồn dập thân thế của cư cao minh không biết từ lúc nào lao tới trước mặt trần mộc với nụ cười kiêu ngạo trên mặt tiếu tử đối thủ của ngươi là ta ngươi phải đánh bại ta trước liệt hỏa trảm cư cao minh rút kiếm ra ngọn lửa mạnh mẽ bao phủ thân kiếm như lò so hắn nhảm về phía trần mộc chớm mạnh xuống ánh lửa rực rỡ trói mất tạo thành một vòng cung hoàn hảo trong không trung những dao động dữ dội và rực lửa khá mạnh mẽ nhìn thấy thế trong mắt trần mộc hiện lên vẻ lạnh lùng nếu ngươi muốn chớt trước ta sẽ làm cho ngươi toại nguyện trần mộc không rút kiếm mà đánh bãng hai tay cửu long diệt thần quyết bắt đầu lưu chuyển trong cơ thể sức mạnh linh hồn màu vàng kim mạnh mẽ bao phủ cánh tay của hắn nhanh chóng hóa thành một tầng vảy rồng trần mộc tiến lên một bước giống như một mũi tên rời khỏi sợi dây hắn trực tiếp tiếp cận cư cao minh và đấm hần một phát mọi người còn chưa kịp thấy rõ trần mộc động tay như thế nào một làn sóng linh lực cực kỳ hung hãn quét ra khiến thanh kiếm rực lửa này vỡ tan tại chỗ ngay lập tức làn sóng linh lực không còn kéo dài nữa một lưỡng lực mãnh liệt và cu ông bạo đánh vào cơ thể cư cao minh bùm một âm thanh trầm đục vang lên cư cao minh bị thối bay tại chỗ lực lượng kinh khủng trực tiếp dung chuyến mặt đất của đấu trường cư cao minh phun ra một ngụm máu tươi hơi thở trở nên chậm chạp mọi người trên khán đài nhìn thấy cảnh này đều há hốc mồm trên quảng trường vang lên một âm thanh điên cu ông một quyền chỉ một quyền cư cao minh đã thành chó chớt người này thật hung ác. Ngay cả tộc trưởng của các đại gia tộc trên đài cao cũng không khỏi kinh ngạc nhìn cảnh tượng này. Hải ngưng cảnh cấp 5, Phó Viện trưởng Học Phủ Vân Hải lập tức đứng dậy, nhìn chăm chăm vào chiếc nhẫn. Khoảnh khắc hần đánh bại cư cao minh, cảnh giới và sức mạnh của Trần Mộc đều được bộc lộ. Phó Viện trưởng có thể cảm nhận được Trần Mộc đang ở cấp độ thứ 5 của hải ngưng cảnh, mà cư cao minh đã là hóa cảnh cấp 3 rồi, xuyên thẳng đến tầng trời thứ 7, chỉ bãng một cú đấm, hãn đã thẳng một thử thách nhảy vọt đáng sợ như vậy đã khiến trong lòng ông ta rung động ngay cả ngô trạch ngồi bên cạnh cũng tỏ vẻ không thể tin được 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 tên này thật sự không làm ta thất vọng trong hành lang của quán trà lâm triều ca phần khích khi chứng kiến tất cả cảm thấy vô cùng thỏa mãn cú đấm này là một đòn nặng nề dáng vào sự kiêu ngạo của kiếm vũ các cư cao minh trong miệng nôn ra mấu trên mặt lộ ra vẻ đau đớn hẳn ta có thể cảm giác được mấy cái xương sườn ở ngực đã bị gãy làm sao tên này có thế trở nên mạnh như vậy cư cao minh vô cùng kinh ngạc nửa tháng trước trần mộc mới chỉ ở cấp độ đầu tiên của hải ngưng cảnh gần như không thể chiến đấu với cảnh giới biến hình nhưng chỉ mới có nửa tháng trôi qua đã đạt đến hải ngưng cảnh cấp năm rồi trong nửa tháng hẳn đã thăng năm cấp nhỏ đây quả thực chính là quái vật trên ghế trà tiêu thời vũ cũng dùng ánh mắt kinh ngạc đó nhìn chăm chăm vào trần mộc tốc độ trưởng thành của người sau cũng khiến ông ta cảm thấy như có ánh sáng chiếu vào lưng quá nhanh tốc độ tăng trưởng của anh chàng này thực sự quá nhanh. Tân Như Nguyệt, xuống đây cho ta, Trần Mộc đứng trên đấu trường gam lên. Tân Như Nguyệt cầm kiếm, trong mắt đẹp tràn đầy lạnh lùng, nhẹ nhàng di chuyển, đang muốn lao xuống, lại bị Tiêu Thời Vũ ngăn lại. Ngươi hiện tại đang ở hóa cảnh đột phá giai đoạn, tiến hành sinh tử chiến đấu, không thích hợp để cho Lưu Vũ đi xuống, Tiêu Thời Vũ nói, "Tỷ tỷ, để ta, tự tay ta sẽ rớt chết tiểu tử này." Chàng trai trẻ đẹp đứng cạnh Tân Như Nguyệt nói, sau đó hẳn ta tiến lên một bước và nhảy thẳng đấu trường. Trong chốc lát, toàn bộ nơi này lại sôi sục. Để ta làm đối thủ của ngươi nhé, chàng trai. Liêu vũ liếm môi, trong mắt có sát khí. Trần Mộc cũng chẳng thèm để ý tới hần một cái. Vẫn nhìn về hướng của Tân Như Nguyệt nói lớn, Tân Như Nguyệt, xuống nhanh lên. Nhìn thấy Trần Mộc không để ý tới Minh, Liêu vũ tức giận đến nối gân xanh, khóe miệng giật giật. Ngươi lại không để ý tới ta sao, tiếu tử thối, ta sẽ cho ngươi biết ta. Liêu Vũ dùng lòng bàn chân nặng nề bước về phía trước, linh lực màu vàng sậm ảo ạt tuôn ra như dòng sông cuồn cuộn. Những dao động đó thực sự đã đạt đến cấp độ thứ tư của cảnh giới biến hình, mạnh hơn Cao Minh rất nhiều. Bùm, Liêu Vũ rút kiếm ra, ngân hàng lực mạnh mế bao phủ lên thân kiếm, thực ra có áp lực kiếm bắt đầu tăng lên từng tầng. Đây là sức mạnh của kiếm, hiển nhiên, Liêu Vũ cũng đã hiểu được quan niệm nghệ thuật về sức mạnh của thanh kiếm. Liêu Vũ này đã là thiên tài bảng xếp hạng thứ 17 ai có thể lọt vào danh sách thiên tài 20 người đứng đầu đều là thiên tài. Nhiều cuộc thảo luận sôi nổi trên quảng trường, trên đấu trường, động lực của Lưu Vũ cũng ngày càng lớn. Áp lực kiếm tăng mạnh, đấu trường dưới chân hẳn ta bị vỡ vụn bởi áp lực kiếm. Trần Mộc, ra tay đi, Lâm Triều Ca hét lên từ trên bục cao. Tuy nhiên, Trần Mộc trên sân dường như không nghe thấy, thậm chí còn không rút kiếm sau lưng ra. Thật sự quá kiêu ngạo, hai người cảnh giới cách nhau, tiểu tử này còn ngốc nghếch đứng ở nơi đó chờ đợi Lưu Vũ tập hợp năng lượng. Phó viện trưởng, loại người này có đáng để coi trọng không? Tại quán trà, ngô sách không thể kiềm chế được bản thân khi nhìn thấy cảnh tượng này. Đối mặt với tảng đá cản đường lưu vũ, Trần Mộc không thèm nhìn qua hắn ta một lần. Với ý định rớt người trong mất hắn giơ kiếm và thả nó xuống, sạch, lưỡi kiếm lướt qua, một vệt máu đột nhiên phun ra như sủi, rắc lên chiếc nhãn, mùi máu tanh tràn ngập hòa lẫn với không khí. Sau đó, một cái đầu người trực tiếp lăn xuống giữa đôi mắt mở to của mọi người. Lưu Vũ chớt ngay tại chỗ trong phút chốc toàn đấu trường trở nên tĩnh lặng tiếng thở đều bị đè nén không ai dám thở mạnh hết chớt rồi sao đệ tử kiếm hoàng đại nhân chớt dễ dàng như vậy sao mọi người trợn mắt trắng tim đập mạnh cảnh tượng trước mắt khiến họ quá khó tin đang trước mặt tiêu thời vũ mà hắn ngang nhiên rớt chớt một đệ tử của ông ta thật lợi hại ta thích ngươi rồi đấy ngay cả ngô sách cũng không khỏi cảm thán tiếu tử này thật liều lĩnh kiếm của hẳn quá hung bạo phó viện trưởng nhìn thanh kiếm trong tay trần mộc cau mày trên mặt lộ ra vẻ trầm ngâm, rất dứt khoát, không chỉ kiếm mà cả người nữa. Hiện tại kiếm vũ các ở trong hoàng thành, mặt trời đã lên đến đỉnh điểm, nhưng Trần Mộc lại vô lễ với đối phương, sợ bị rớt. Kế tiếp, tuy nhiên, Trần Mộc không quan tâm đến điều này, hẳn cầm thanh thiên tùng vân kiếm đấm máu trong tay, nhìn thẳng về hướng kiếm vũ các gầm gử. Tiêu thời vũ nằm chặt tay, chán nối đầy gân xanh, trong mắt hiện lên sát ý. Vị trí của kiếm vũ các yên tĩnh, các đệ tử phía sau đều mở, to mắt. Tân Như Nguyệt nghiến răng nghiến lợi nói, tên điên này, nơi này không còn người nữa sao, xuống đây đi. Trần Mộc nhìn về phía kiểm vũ các, tiếp tục gầm lên, không phải muốn ta tham dự tiệc trà kiếm đạo sao, được rồi, bây giờ ta cho các ngươi được tọa nguyện, khi người quá đáng. Phía sau hắn, một số sư huynh của kiếm vũ các trông rất hung dữ sau khi nhìn thấy xác chết không đầu, đùng, đột nhiên, một chàng trai cao gầy từ trên đài cao nháy xuống, đáp xuống đấu trường, đứng thứ 14 trong danh sách thiên tài, trung thiên, mong ngươi thỉnh giáo chàng trai hung ác nói trần mộc không có lãng phí thời gian hẳn cầm kiếm lao về phía trước lưỡi kiếm được bao phủ bởi linh lực màu vàng trong chốc lát nó trở nên sáng chói vô cùng đùng trung thiên không lãng phí thời gian dùng lòng bàn chân dậm mạnh xuống đất linh lực rực lửa bản thẳng lên trời khi thế chấn động sau khi linh lực hùng vĩ này lao lên bầu trời tạo thành một cơn lốc lửa và một cột lửa khổng lồ xuyên qua nó sau đó một bóng ma của một con rồng lửa có kích thước khoảng 10 thước được sinh ra từ năng lượng tâm linh và quấn quanh cột lửa đang cháy, trong khoảnh khắc, một cột lửa rồng cuộn tròn xuất hiện trên bầu trời, một làn sóng nhiệt dữ dội lan ra, Thiên Hỏa Long. Mọi người không khỏi kinh ngạc thốt lên khi nhìn thấy con rồng lửa cuộn tròn phía trên cột lửa. Đây cũng là phương thức biểu hiện của cội nguồn tâm linh, mà linh căn của Thiên Pháp Nhạn Long cũng không kém gì linh căn kiếm hồn, đủ để thấy được thiên phú võ thuật và thực lực của người này. Sau đó, Trung Thiên giơ lòng bàn tay lên không trung, trong lòng bàn tay hắn xuất hiện một thanh kiếm có hoa văn vảy gã kiếm thuật thánh hỏa một tiếng gầm trầm vang lên ngọn lửa hùng vĩ đột nhiên tràn ra từ đấu trường thiêu dụi mọi thứ nhiệt độ toàn thân lúc này tăng lên nhanh chóng trong không khí tràn ngập sức nóng khó chịu